Khánh Dư Niên chương 1867, miếu có tên, người có bóng năm. Sắc mặt Phạm Nhàn tái nhợt, chân khí trong cơ thể bốc lên dữ dội nhưng vẫn không thể phá vỡ vòng vây của đối phương. Từ bàn tay kia truyền đến chân khí dường như vô tận, ào ạt như sóng biển, khí thế hung hãn cuồn cuộn khiến người khó lòng chống cự. Ầm một tiếng, tên khổ tu sĩ đối chưởng với Phạm Nhàn phun ra một ngụm máu tươi, chảy dài trên ngực áo. Nhưng khuôn mặt hắn ta càng lúc càng đỏ rực, sáng bừng lên, không hề có dấu hiệu mệt mỏi hay không thể chịu đựng nổi lượng chân khí dồn dập trong người. hắn chỉ lẳng lặng nhìn phạm nhàn với vẻ thương hại, dường như đang chờ đợi đối phương thừa nhận thất bại và quy phục. quả thật, qua nhiều năm khổ tu khắp thiên hạ, bọn họ đã rèn luyện được một thân thể và tinh thần phi thường. tuy thế bại đã rõ, đôi mắt phạm nhàn vẫn lạnh lùng, không chút hoảng hốt, thậm chí cả cảm xúc nôn nóng của kẻ liều chết cũng không có, y chỉ hoàn toàn bình tĩnh nhìn chăm chăm vào đôi mắt đen lấy của tên khổ tu sĩ, như muốn tìm thấy điều gì đó trong đó. Chỉ có Phạm Nhàn biết, sau một quyền một trưởng, các kinh mạch trong y đã bị chấn động đến mức gần như vỡ vụn. Hai chu thiên lớn nhỏ vận chuyển hết tốc lực, ra sức phát tiết tất cả chân khí có thể ra ngoài, nhưng cũng sắp kiệt quệ. Đặc biệt, tuyết sơn chỗ mệnh môn đã bắt đầu nóng dần, đó là dấu hiệu cạn kiệt chân khí. Dù sao thân thể cũng đang bị thương và mệt mỏi, mệnh môn lớn nhất của phạm nhàn nằm ở đây mấy ngày qua tuy đã dưỡng thương ở phạm phủ nhưng vẫn thường xuyên phải ra tay giết người tâm trạng khó yên ổn hoàn toàn chưa phục hồi sung mãn may là kinh mạch của y có thiên bẩm khác người tồn tại thêm một chu thiên nữa nên mới có thể dùng thân thể tàn tạ chống đỡ lâu như vậy trước thế trận của bọn khổ tu sĩ nếu là thập tam lan hay hải đường chỉ sợ cũng không khá hơn là mấy nhưng phạm nhàn vẫn không hoảng loạn không tuyệt vọng chỉ lạnh lùng nhìn vào đôi mắt đen nhánh của tên tu sĩ kia. Cuối cùng, ngay khi Phạm Nhàn sắp kiệt sức, trong con ngươi đen lấy của tên khổ tu sĩ cách xa gan tất xuất hiện một vệt màu xanh lục kỳ lạ. Một màu xanh hoàn toàn không hợp với đôi mắt con người. Sau đó hai vệt máu đen chậm rãi chảy ra từ lỗ mũi vị khổ tu sĩ. Toàn bộ các khổ tu sĩ xung quanh Phạm Nhàn đều không chú ý điểm này, họ chỉ ngồi xếp bằng bốn phía, cúi đầu tĩnh tọa, không ngừng kích phát chân khí cứng cỏi trong cơ thể đôi mắt xanh lục kỳ dị của tên khổ tu sĩ chảy máu đen hiện lên vẻ như đã hiểu ra điều gì liếc nhìn phạm nhàn một cái cuối cùng nhận ra vì sao trước đó thanh niên trước mặt lại sẵn sàng đứng dưới mưa lắng nghe lời cầu xin của bọn họ hóa ra là đối phương đã lợi dụng cơn mưa thu để reo rắc những chất độc kia cuối cùng tên khổ tu sĩ này cũng nhớ ra sư phụ thật sự của phạm nhàn đối phương là đồ đệ của lão độc vật khổ tu sĩ cảm thấy nội tạng trong người như bị côn trùng gặm nhấm cổ họng bắt đầu đau nhức khóe mắt run rẩy, biết chất độc trong người đã phát tác. Nếu bây giờ ngừng tay, có thể dùng nội lực áp chế những độc tố này, nhưng độc phấn vô màu, vô vị, tan được trong nước thì không thể quá độc, đó là quy luật tự nhiên, cũng là hiểu biết phổ thông của giới võ lâm. Khổ tu sĩ cũng rõ điều này, nên không lo lắng cho các sư huynh đệ, chỉ trừ bản thân đang đối đầu Phạm Nhàn nên độc phát nhanh nhất. Hắn không muốn để Phạm Nhàn thoát thân, vì đã nhận ra đối phương gần như kiệt sức trong đôi mắt xanh lục hiện lên tia vẻ an nhiên, quyết tâm. Hắn hét lên một tiếng, hoàn toàn buông lỏng tâm trạng, mở toàn bộ kinh mạch, để cho dòng chân khí từ hai bên ào ạt tuôn vào rồi dùng hết lực lượng qua cánh tay đẩy thẳng vào cánh tay trần trụi của Phạm Nhàn. Một chưởng toàn lực. Hắn sẵn sàng hy sinh để đổi lấy cái chết của Phạm Nhàn, cũng như thiên thu vạn đại của Khánh Quốc. Nhưng Phạm Nhàn không muốn thế, đôi mắt lóe lên vẻ sắc lạnh, Biết đối phương cưỡng ép thúc đẩy nội lực khiến độc xâm nhập vào tâm mạch, đã không cứu chữa được nữa. Y lập tức đẩy chân khí xuống đan điền, vai phải hơi thả lỏng, dùng thế ngự lực của đại phách quang, chuẩn bị hy sinh cánh tay phải để đổi lấy cái chết của tên khổ tu sĩ này rồi tìm cách thoát thân. Trước tình thế nguy cấp sinh tử, Phạm Nhàn có ý chí và dũng khí chịu hy sinh cánh tay để sống sót. Có điều, ngoài Phạm Nhàn ra còn có những người khác trên đời này không muốn nhìn Phạm Nhàn phải chết trong cơn mưa thu ấy sau khi vòng tròn khiến lòng người sởn gai ốc đó lăn một vòng trên không trung đã lại gần cửa chính khánh miếu hơn đúng lúc nguy cấp nhất hai chữ trên biển hiệu ngang cửa chính khánh miếu bỗng dưng tối đi một chút không phải ánh sáng trên bầu trời tối đi cũng chẳng phải hai chữ vàng kia bỗng nhiên bị rỉ sét mà là một cái bóng lơ lửng bay lên che khuất phần nào hào quang của hai chữ khánh miếu chỉ trong nháy mắt cái bóng đó đã xuyên qua tầng màn mưa bay thẳng tới sau lưng tên tu sĩ đối diện với phạm nhàn sau đó cái bóng kỳ dị tách ra tứ chi mọc ra một thanh kiếm xoẹt một tiếng mũi kiếm như rắn độc đâm thẳng vào cổ tên cổ tu sĩ xuyên thủng từ cổ họng ra phía sau lưỡi kiếm sắc bén đã cắt đứt khí quản thực quản và động mạch của hắn tên khổ tu sĩ kêu lên một tiếng đứt quản không thốt nên lời chỉ trừng mắt nhìn chằm chằm phạm nhàn trong đôi mắt xanh thẳm của hắn con ngươi không co lại như muốn dùng ánh mắt giết chết phạm nhàn đúng lúc bóng ma rút kiếm ra tay trái phạm nhàn vốn bất động nay gượng gạo dơ lên đầu ngón tay khẽ móc mũi nỏ trong tay áo bay ra đâm sâu vào mắt trái của tên khổ tu sĩ kia máu bắn tung tóe thân thể tên khổ tu sĩ này đã ngưng tụ công lực cả đời của hơn 10 khổ tu sĩ vô cùng cường tráng hùng hậu nhưng bị hai chiêu thức sát thủ tàn độc cùng đánh vào thân thể cuối cùng vẫn giật mình một cái chính lúc đó cánh tay trái phạm nhàn vặn vẹo kỳ dị vai giật mạnh lại thi triển đại phách quan Hung hăng đập mạnh vào đuôi mũi nỏ, đập sâu vào đầu tên khổ tu sĩ, mũi nỏ xuyên thấu đoạn tuyệt mạng sống của hắn. Vùng một tiếng, màn mưa hỗn loạn, thân mình tên khổ tu sĩ vừa hy sinh trùng xuống, buông thõng đôi tay. Phạm Nhàn biến nắm đấm thành lòng bàn tay, vỗ nhẹ lên đỉnh đầu tên tu sĩ, cả người bay bổng lên, tay trái nắm lấy y phục của ảnh tử, dùng tốc độ nhanh nhất xé toạc màn mưa, thoát khỏi khánh miếu trong chớp mắt kể từ khi hai chữ vàng trên biển ngang sau cửa chính khánh miếu tối đi đến lúc ảnh tử rút kiếm ra rồi phạm nhàn phi thân thoát khỏi vòng tròn một cách ngoạn mục chỉ trong chớp mắt ảnh tử vung kiếm hung tàn chưa dừng tay song phạm nhàn không để cho kiếm khí của hắn ta xâm nhập cảnh giới hòa hợp cưỡng ép đi ngược chiều lại cùng ảnh tử nắm tay nhau rời đi đầy tiêu sái lúc này bọn khổ tu sĩ ngồi bất động dưới mưa mới hay biến cố xảy ra bàn tay vị khổ tu sĩ ở trung tâm đã buông thỏng không còn nhập thần song vẫn bị động tiếp nhận truyền thụ của các sư huynh đệ thân thể bỗng rung lên hai cái trên mặt đất ướt đẫm rồi im lặng ngã gục xuống bị lưỡi kiếm xuyên qua cổ họng bị mũi tên của phạm nhàn đâm vào não độc tố đã thấm vào tim cuối cùng bị sức mạnh hòa hợp phản ngược không còn nghi ngờ gì nữa vị khổ tu sĩ này đã chết chết một cách rất thảm mưa đã to đã loạn xạ đánh ầm ầm xuống người những khổ tu sĩ bọn họ im lặng nhìn xác đồng bọn nằm bất động Lát sau cúi đầu thi lễ rồi nhanh chóng nhảy ra khỏi Khánh Miếu, đuổi theo hai bóng người đang biến mất phía xa trên phố. Không biết bọn họ có tự hỏi rằng, nếu thiên ý thực sự là ý chỉ của thần Miếu, tại sao bọn họ phải cố gắng đến thế, thậm chí sẵn sàng hy sinh mình mà vẫn không thể giết được Phạm Nhàn. Trong cơn mưa thu xối xả, Phạm Nhàn cùng ảnh tử như hai bóng mờ chạy trong mưa, dưới mái hiên, trong bầu trời u ám, giữa phố xá vắng lặng. Nhưng sau khi rời Khánh Miếu không bao lâu, Phạm Nhàn đã cảm nhận được khí tức đuổi theo phía sau rất rõ ràng. Khánh Miếu ở ngoại thành cách Kinh Đô Ba Dặm, vốn là nơi rất thanh vắng, thậm chí không có người qua lại, chung quanh cũng không có nhà dân để trú ẩn. Hôm nay trời mưa to, đường phố càng thêm vắng vẻ, không có người qua đường trú mưa, điều này gây rất nhiều bất lợi cho Phạm Nhàn và ảnh tử trong việc chạy trốn. Khuôn mặt tái nhợt của Phạm Nhàn đầy nước mưa, y liếc nhìn nam nhân trung niên bên cạnh, nhưng không thấy biểu cảm gì trên gương mặt đó phạm nhàn biết cuối cùng mình vẫn đánh giá thấp quyết tâm tự sát điên cuồng của bọn họ cũng như sức mạnh kinh khủng của thần đạo trải dài ngàn năm trên mảnh đất này những năm trước có lẽ vì khổ hà đại sư và thiên nhất đạo bắc tề chiếm hết ánh hào quang hoặc là vì các khổ tu sĩ của khánh miếu không mấy nổi bật chỉ thích truyền giáo ở nơi hẻo lánh hoặc là vì hai đại vị tế tự và nhị tế tự của khánh miếu không tạo cảm giác cường đại nên phạm nhàn chưa bao giờ coi trọng khánh miếu nhưng hôm nay đã chứng minh đây là một kẻ địch cực kỳ mạnh mẽ thậm chí phạm nhàn còn bắt đầu nghi ngờ đao trận mà hổ vệ luyện tập để đối phó với cường giả cửu phẩm có phải được kế thừa từ thuật hợp kích kỳ lạ của khánh miếu hay không đương nhiên nếu ngày hôm nay phạm nhàn vẫn còn ở trạng thái đỉnh cao y cũng sẽ không lâm vào tình cảnh khốn đốn như thế này huống hồ với bản lĩnh thoát thân như thế vốn xuất thân giám sát viện và ảnh tử là thích khách số một thiên hạ y cùng ảnh tử kia đâu cần để đám khổ tu sĩ truy đuổi trong mắt nếu là lúc bình thường, có lẽ y sẽ cùng ảnh tử lẫn trốn gần đó rồi âm thầm tiến hành vây khốn giết chóc tàn nhẫn nhất đối với những tên khổ tu sĩ cứng đầu ấy. Nhưng hôm nay thì không được, bởi vì hành trình ngàn dặm mệt mỏi, nỗi đau mất mát trong lòng, cộng với tiêu hao kiệt quệ liên tục những ngày qua và những vết thương nặng nề trên chính dương môn và pháp trường, đã khiến trạng thái của Phạm Nhàn rơi vào tận cùng vực thẳm, nhất là sau trận đối đầu quyết liệt với hơn 10 tên khổ tu sĩ, khiến y không còn sức tái chiến. Ảnh tử bên cạnh vẻ mặt lạnh lùng, dường như không có gì bất thường, nhưng qua nhiều năm hợp tác thân cận, Phạm Nhàn nhận ra rõ ràng vết thương trên người ảnh tử cũng rất nặng nề, thậm chí còn nặng hơn bản thân. Phạm Nhàn biết nguyên do tại sao, bóng ma chỉ bị thương một lần duy nhất, nhưng lần đó là do tứ cố kiếm gây ra. Biết tin Trần Bình Bình qua đời, Phạm Nhàn có thể đoán được phản ứng của ảnh tử như thế nào. Dù ảnh tử đang ở Đông Di Thành, nhưng gần như cùng lúc với Vương Khải Niên, hắn đã lên đường trở về kinh đô tốc độ quay về của kẻ được xưng tụng là thích khách số một thiên hạ này còn nhanh hơn cả vương khải niên thậm chí có thể còn nhanh hơn cả chính phạm nhàn với cuộc hành trình đó chắc chắn vết thương của ảnh tử sẽ càng thêm trầm trọng phạm nhàn liếc nhìn ảnh tử một cái nhưng không nói năng gì tách ra ở đằng đi giọng khàn khàn nói của ảnh tử vang lên mang một vị kỳ lạ có vẻ như vị thích khách này cũng ý thức rõ ràng tình trạng của cả hai hiện tại đã tồi tệ đến mức không thể tệ hơn, buộc phải tách ra để đánh lạc hướng đám truy binh. Phạm Nhàn gật đầu, biết lúc này tách ra, không lâu sau tự nhiên hai người sẽ gặp lại nhau. Ngay ngã tư đường, ảnh tử nhảy vút vào một con hẻm nhỏ, có lẽ sau một lát, hắn sẽ biến thành một thương nhân cùng khổ đang trú mưa dưới mái hiên. Nhưng trước khi đi, hắn lạnh lùng nói một câu khiến lòng Phạm Nhàn trùng xuống, miệng đắng ngắt khi nào ngươi động thủ giết hắn gọi ta chính câu nói tác động mạnh đến tâm thần khiến phạm nhàn chạy xa hơn dự định đám cổ tu sĩ phía sau đuổi theo xa xa nhưng phạm nhàn không hề lo lắng y lách qua một con hẻm nhỏ đến đường đông xuyên vào cửa chính của đạm bạc thư cục ra từ cửa sau đã biến thành một người đọc sách cầm dù y đến cổng thái học thấy cả trăm chiếc dù cả ngàn chiếc dù cùng những thái học sinh khuôn mặt tươi sáng phía dưới lần cuối cùng đến thái học là chuyện cách đây vài tháng hôm đó trong màn mưa xuân bay lác đác phạm nhàn đến thái học gặp hồ đại học sĩ vì việc tôn kính tu phủ doãn kinh đô phủ khi ấy y mang theo công trạng vẽ vang khắp nơi về kinh quả thực đang ở đỉnh cao vinh quang chống lại sức ép của môn hạ trung thư làm nhục ý chí của hạ đại học sĩ phóng khoáng ngạo nghễ leo lên đỉnh cao đời người lần thứ hai một thoáng mưa tạnh ô đen hạ xuống y bị các học sinh thái học nhận ra gây nên một đợt xung sao nhỏ. Hôm nay trời mưa tầm tã lạnh lẽo, Phạm Nhàn từ khánh miếu chạy thoát đến đây, sắc mặt hơi tái, cánh tay run run, nước mưa chảy dọc ô làm ướt áo quần của y, khiến y trông có vẻ chật vật. Phạm Nhàn giờ đây đã bị lột bỏ tất cả quan tước, trở thành thường dân chân chính, và cả kinh đô đều biết hoàng đế đang trấn áp người thanh niên từng vinh quang vô hạn này. Phạm Phủ như bị quản thúc tại gia, không ai dám đến thăm, cũng chẳng ai dám lên tiếng ủng hộ. Chỉ trong vài tháng, vận mệnh con người đã đảo ngược hoàn toàn, nghĩ đến đây, Phạm Nhàn không khỏi mỉm cười, cúi đầu, che dù, đi ngang qua đám học sinh thái học không rõ đang bàn tán gì, bước vào sâu trong thái học. Thái học trong mưa có vẻ đặc biệt thanh tao đẹp đẽ, những gốc đại thụ cổ thụ hai bên lối đá vương những cành cây già nua, cung cấp chút an ủi hiếm hoi cho đám sĩ tử lội mưa, dọc đường đi lại, thu vàng chưa đến, xuân xanh vẫn còn, tiếng chuông học viện vang lên phía xa xăm, thanh tịnh tâm hồn. Phạm Nhàn không còn lo lắng những khổ tu sĩ khánh miếu đuổi theo phía sau, chưa kể giữa vòng vây của hàng trăm học sinh thái học, liệu đối phương có thể tìm ra mình hay không, chỉ riêng thái học là nơi thiên liên quan trọng. Ngay cả những khổ tu sĩ sẵn sàng hy sinh bản thân cũng không dám liều lĩnh gây náo động trong giới học sĩ mà xông vào giết chóc lung tung. Cầm dù đi vào thái học, bước đi một hồi lâu mới tới chỗ ở của giáo viên tương đối thanh tĩnh, Phạm Nhàn hết sức quen thuộc vòng qua hành lang, bước vào một gian nhà nhỏ đi ngang qua bức tường rồi chậm rãi dừng bước đây là nơi ở của phạm nhàn trong thái học có vài giáo viên và học sinh tài hoa xuất chúng được điều đến phục vụ trong gian nhà này này đã tiến hành công việc biên soạn sách vở nhiều năm xe sách mà trang mặt hàng tiên sinh tặng phạm nhàn đã được sắp xếp lại ở đây rồi chuyển đến tây sơn chỉ phường tiến hành định bản cuối cùng bán với giá phải chăng tại đạm bạc thư cục của phạm phủ những năm qua công việc biên soạn sách vở vẫn tiếp tục nên đạm bạc thư cục vẫn phải bù lỗ nhưng Phạm Nhàn không để tâm đến điều đó, giống như cảm xúc khi nhìn thấy giá sách trong phòng Tôn Tần Nhi lúc kinh đô nổi loạn, Phạm Nhàn cho rằng việc này rất có ý nghĩa, mà đã việc có ý nghĩa thì tất nhiên phải tiếp tục. Phạm Nhàn đứng im bên tường, quan sát động tĩnh trong phòng ốc, thoáng an tâm khi thấy mặc dù hoàng đế đã trút bỏ mình thành thường dân, nhưng các giáo viên và học trò thái học theo y nhiều năm vẫn chẳng hề hấn gì, thêm nữa công việc biên soạn sách vở ở đây vẫn đang tiếp diễn, không bị ảnh hưởng chút nào trong lòng phạm nhàn dâng lên một chút ấm áp mỉm cười nhìn vào trong phòng rồi trước khi các giáo tập thái học phát hiện ra mình quay người rời khỏi khu nhà quen thuộc lách qua gò đất rậm rạp góc đông bắc thái học men theo một hồ nước cạn đến một khu nhà quen thuộc khác đây từng là nơi ở và giảng dạy của thư vu đại học sĩ sau đó hồ đại học sĩ được triệu về kinh đô cũng chiếm một phòng ở đây khi thư vu về hưu khu nhà này tất nhiên thuộc về hồ đại học sĩ lần trước phạm nhàn cầu cứu hồ đại học sĩ cũng chính là ở khu nhà này phạm nhàn đẩy cửa bước vào hành lễ với mấy vị quan viên giáo viên đang vẽ mặt ngạc nhiên rồi tự đi vào thư phòng để lại sau lưng một đám người đang quay mặt sang nhìn nhau nghe tiếng đẩy cửa bước vào hồ đại học sĩ đang cúi đầu trên bàn giấy vội ngẩng đầu lên bàn tay tháo kính mắt trên mũi xuống nét mặt lập tức chuyển sang vẻ nghiêm nghị vị thủ lĩnh văn quan khánh quốc này tâm trạng hơi bất mãn với thân phận của mình ai dám không báo trước mà xông thẳng vào như vậy có điều ông nhìn thấy một khuôn mặt mà ông cũng không ngờ tới sau giây lát ngơ ngác đại học sĩ nói với vẻ mặt ưu sầu thật bất ngờ thực ra phạm nhàn cũng không nghĩ hồ đại học sĩ nhất định có mặt trong phòng do bận rộn ở đông di thành đã lâu nên y có phần quên mất thứ tự yết triều và giờ giấc làm việc của môn hạ trung thư cũng không chắc vị học sĩ này có ở thái học hay không chỉ là hôm nay quả thật y rất muốn tâm sự với ai đó nên khi đến thái học rất tự nhiên tìm gặp vị này có lẽ bây giờ trong triều chỉ có vị hồ đại học sĩ này có thể bí mật gặp gỡ phạm nhàn mà không lo bị hoàng đế phẫn nộ cách chức. Hôm nay có chút chuyện xảy ra, tâm trạng hơi buồn phiền, nên muốn tìm ngài nói chuyện phím. Phạm nhàn nói rồi đi về phía bàn giấy, cây dù trên tay văng một vệt nước. Hồ đại học sĩ cao mày ra hiệu, phạm nhàn mới hiểu ra, mỉm cười đặt dù sau cửa rồi không hề khách sáo cầm chén trà nóng trên bàn uống hai ngụm, sưởi ấm cơ thể lạnh cống sau cơn mưa ở khánh miếu sao lại khốn khổ thế này? Nhìn Phạm Nhàn ướt sủng cướp lấy chén trà nóng uống, hồ đại học sĩ không nhịn được bật cười, nhưng nụ cười vừa hiện lại lập tức biến mất, bởi ông nhận ra câu đùa này có thể dẫn đến hàm ý khác. Quả nhiên, Phạm Nhàn rất tự nhiên nói lời, bây giờ chỉ là thường dân, có thể uống một ngụm trà nóng trên bàn của đại học sĩ, tất nhiên phải trân trọng cơ hội này rồi. Lời vừa dứt, không khí trong phòng lặng ngắt, cả hai đều im lặng, chìm đắm trong suy nghĩ riêng nhất là hồ đại học sĩ, ông tưởng Phạm Nhàn tìm mình có mục đích, nên phải cân nhắc thận trọng từng lời nói, từng hành động mới có thể truyền tải. Một lúc lâu sau, hồ đại học sĩ nhìn Phạm Nhàn mở miệng nói, hôm nay nghĩ thế nào mà lại ra ngoài dạo chơi. Khóe miệng Phạm Nhàn nở nụ cười kỳ lạ, giọng điệu hơi lạnh lùng, trong cung có chỉ dụ giam cầm ta sao? Hồ đại học sĩ bật cười. Phạm Nhàn tiếp lời ôn hòa, nếu không có, tại sao ta không thể ra ngoài dạo chơi? nhất là khi bệ hạ đoạt hết mọi chức vụ của ta nhưng lại rất tài tình để lại cho ta một chức giáo viên thái học không phẩm không cấp nên hôm nay ta đến thái học cũng coi như là vân theo thánh ý để tỏ rằng thảo dân này không hề oán hận trong lời này đương nhiên ẩn chứa oán hận nếu quan lại bình thường nói những lời như vậy trước mặt hồ đại học sĩ chắc chắn ông sẽ nghiêm khắc trách phạt nhưng đối diện phạm nhàn ông chỉ có thể im lặng dĩ nhiên không khí đối thoại hôm nay hoàn toàn khác với lần nói chuyện dưới mưa xuân đó bởi lúc đó dù Phạm Nhàn nói năng uy kỵ gì, nhưng đó là được Hoàng đế Bệ Hạ cho phép, Hồ Đại học sĩ vẫn có thể nở nụ cười, nhưng ngày nay Hoàng đế Bệ Hạ đã thu hồi loại cho phép ấy, khiến Hồ Đại học sĩ rất khó xử. Ông ngừng một lúc rồi nhìn Phạm Nhàn thành thật nói, ta không biết ngươi đang nghĩ gì. Nhưng hôm qua khi vào cung ta có nói chuyện với Bệ Hạ, nhắc đến việc Phạm Phủ, Bệ Hạ có một lời phê bình về ngươi. Phạm Nhàn chậm rãi ngẩng đầu, không hỏi, ánh mắt bình tĩnh không tương xứng với cảm giác tò mò trong lòng. Đứa nhỏ An Chi này cái gì cũng tốt, chỉ có điều tính khí quá thẳng thắn cứng đầu. Hồ đại học sĩ liếc nhìn Phạm Nhàn, đoạt lấy chén trà từ tay y, cúi người tới lò nhỏ bên cạnh rót nước. Hồ đại học sĩ quay lưng về phía Phạm Nhàn, giọng điệu rất bình thản, hờ hững nói nhỏ, thẳng thắn cứng đầu, có vẻ bệ hạ hiểu rõ ngươi, cũng thông cảm cho ngươi, dù sai lầm gì cũng có thể dùng bốn chữ này để biện minh đây là vấn đề tính cách chứ không phải bản tính, ngươi cần lý giải nỗi khổ tâm của bệ hạ. Khổ tâm. Lông mày phạm nhàn chậm rãi nhíu lại, vô cùng đẹp đẽ và lạnh lùng. Y hiểu rõ câu phê bình mà hồ đại học sĩ truyền đạt có ý nghĩa gì, hoàng đế vẫn còn ba phần kỳ vọng vào đứa con tư sinh của mình, ba phần khoan dung, bốn phần còn lại có bao nhiêu là phẫn nộ và đề phòng thì không ai biết. Hồ đại học sĩ xoay người, đặt chén trà trước mặt phạm nhàn, chăm chú nhìn vào mắt y, thẳng thắn cứng đầu, đó là nguyên nhân về mặt tính tình điều bệ hạ thích chính là người có tính cách chân thành như ngươi những ngày qua ngươi phạm sai lầm không phải bệ hạ không thể tha thứ cho ngươi nhưng trọng điểm bây giờ là ngươi phải biết mình sai chỗ nào và phải để hoàng đế bệ hạ biết rằng ngươi đã biết sai phạm nhàn im lặng ngồi trên ghế biết rằng hồ đại học sĩ đánh giá sai mục đích hôm nay của mình có điều giữa hai người hoàn toàn không thể nói rõ như thường ngày y cũng không ngốc đến mức phải tranh cãi điều gì chỉ thụ động đáp lại sai ở đâu? Hồ đại học sĩ nhíu mày, nhìn thấy vẻ miễn cưỡng trong thái độ của Phạm Nhàn, ông hơi bực bội nói, trong mười mấy ngày này, những hành động của ngươi đều đáng bị trừng trị. Các quan lại châu quận mà Hắc Kỵ đã đi qua đều dân tấu tố cáo tội lỗi của ngươi, như bông tuyết rơi vào trong môn hạ trung thư. Phạm Nhàn mỉm cười đáp, có lẽ các quan viên kia vẫn chưa hay biết, hoàng đế bệ hạ đã sớm giáng phạt ta rồi. Hoàng đế bệ hạ đâu có thật sự trừng phạt ngươi. Nếp nhăn trên trán hồ đại học sĩ càng sâu thêm, ngay cả lớp phấn dưỡng da hàng ngày cũng không che đậy nổi. Ông nhìn Phạm Nhàn bằng ánh mắt đầy thất vọng, nói nặng nề, nếu thật sự xét theo luật pháp, dù ngươi có thuộc bác nghị thì cũng đủ chém vài cái đầu, làm sao có thể bù đắp hết những tội lỗi ấy. Hồ đại học sĩ nhìn thanh niên im lặng trước mặt, trong lòng bỗng giấy lên ngọn lửa giận dữ không thể kìm nén nổi. Ông hạ giọng quở trách, hay là ngươi không hiểu, hoàng đế bệ hạ đã tỏ ra quá khoan dung với ngươi rồi nếu cứ thách thức quyền uy triều đình như vậy làm cạn kiệt lòng kiên trì của hoàng đế bệ hạ rồi sao nữa phạm nhàn đờ đẫn cắt ngang hồ đại học sĩ im lặng nhìn phạm nhàn đôi mắt đầy vẻ thất vọng một lúc sau ông nói khẽ với giọng khàn khàn hay là ngươi muốn chết phạm nhàn ngẩng đầu lên nhìn ông đừng tưởng được bệ hạ sủng ái mà có thể vô pháp vô thiên như vậy hồ đại học sĩ thực sự tức giận là người đứng đầu quan văn khánh quốc ông phải chứng kiến xung đột giữa hai cha con bệ hạ và phạm nhàn phải nhìn cảnh thu khánh quốc vốn thanh bình nay lại dậy sóng là quan lớn trong triều đình là con dân đất khánh ông cũng muốn thuyết phục phạm nhàn vào cung sám hối chấm dứt giai đoạn rối ren này nhưng thái độ của phạm nhàn trong những ngày qua khiến mọi người kể cả hồ đại học sĩ dần mất hy vọng ngài cho rằng ta chỉ là một sủng thần phạm nhàn cũng không muốn tỏ ra khoe khoang năng lực của mình như một đứa trẻ nhưng sau khi nghe được lời ấy vẫn khẽ nhíu mày hỏi chẳng liên quan gì đến ân sủng ngươi chỉ là thần ta cũng là thần hồ đại học sĩ cố nén cân giận nói nhỏ ngươi và ta đều là tôi tớ của hoàng đế bệ hạ có lẽ ngươi cho rằng hoàng đế bệ hạ đối xử với ngươi không tốt nhưng ngươi hãy suy nghĩ kỹ xem từ khi lập quốc đến nay đã từng có thần tử nào được sủng ái như ngươi chưa trong lịch sử quốc gia gần đây ngươi đều chứng kiến rõ ràng Chắc hẳn cũng biết rằng hoàng đế Bệ Hạ đã ban cho ngươi thái độ khoan dung và kiên nhẫn tột bậc. Đừng mê muội trong lực lượng của mình, vì chung quy lực lượng đó cũng do Bệ Hạ ban cho ngươi. Không phải Bệ Hạ bất lực trước thái độ tàn nhẫn của ngươi trong những ngày qua, chỉ là người không muốn đưa ra những quyết định đó, chứ không phải là không thể. Hồ đại học sĩ chậm rãi hạ mí mắt xuống, nghiêm giọng nói, đương nhiên, phải thừa nhận ngươi là một thần tử xuất sắc. Hồ đại học sĩ chưa dứt lời, vì ông muốn nói với phạm nhàn rằng nếu hoàng đế bệ hạ thực sự không hề có lòng khoan dung với ngài có lẽ đã sớm trừng trị y thậm chí xử tử từ lâu bởi vì hoàng đế bệ hạ vẫn luôn có khả năng đó nhưng những chuyện liên quan đến hai cha con hoàng đế và phạm nhàn khiến tâm trạng ông bị kích động mạnh nên im lặng thay đổi đề tài không ai muốn thấy một đại thần có công lao rất lớn với khánh quốc biến mất khỏi kinh đô chỉ vì tính kiêu ngạo vô độ của mình hồ đại học sĩ nhìn phạm nhàn trịnh trọng nói Lạc lối phải tỉnh ngộ quay về, cố chấp cũng phải có giới hạn. Câu nói này nghe quen lắm, mới nghe mấy tên đầu độc nói cách đây không lâu. Phạm Nhàn cười khổ, đứng thẳng người dậy, xem ra kinh đô bây giờ, thiên hạ ngày nay đều cho rằng ta là con sâu cản đường trước xe ngựa lịch sử, hoặc tránh né, hoặc bị nghiền nát. Nếu có suy nghĩ riêng, ấy là tội lỗi. Y đang nghe truyện trên TV audio CV dần thu hồi nụ cười nhớ lại đám công tử bột bị đánh bại năm xưa ngoài bảo nguyệt lâu lại nhớ lời uyển nhi từng nói với ý tương tự hồ đại học sĩ sự kiên nhẫn của hoàng đế bệ hạ rồi cũng có hạn bản thân mình bây giờ bị giam cầm trong kinh đô sống chết chỉ trong một câu nói của hoàng đế bệ hạ điều này khác với những khổ tu sĩ ở khánh miếu cho dù phạm nhàn có võ công cao cường đến đâu một khi triều đình thực sự quyết tâm trừ khử yếu tố bất ổn này y cũng khó tránh khỏi số phận ấy dù sao y cũng không phải đại tông sư Hôm trước cải trang vào trường thái học, thấy các học sinh đi ngang qua, ta đã nghĩ rằng có lẽ một ngày nào đó, ta cũng sẽ trở thành đối tượng đáng khinh bỉ trong mắt những người ấy. Phạm nhàn hơi cúi đầu, mệt mỏi nói. Không, cho đến nay chưa ai trách mắng hay kinh miệt ngươi cả, không chỉ những học sinh này, mà ngay cả quan lại và dân chúng trong kinh đô, mỗi khi nhắc đến việc trên pháp trường, vẫn còn phần nào kính trọng ngươi. Hồ đại học sĩ ho nhẹ, chậm rãi nói, như lời bình luận của hoàng đế bệ hạ dành cho ngươi trong việc của trần viện trưởng ngươi đã thể hiện đủ cuộc cường tính cách chân thành ấy khiến nhiều người cảm thông cho ngươi nhưng chính ngươi cần học cách suy xét thấu đáo những việc đó dân chúng kính trọng ngươi chỉ vì tấm lòng của ngươi nhưng nếu ngươi thực sự có những hành động đại nghịch bất đạo thậm chí chỉ là ý nghĩ đó giọng hồ đại học sĩ lạnh lẽo ta không cho phép ngươi triều đình không cho phép ngươi dân chúng không cho phép ngươi hoàng đế bệ hạ càng không cho phép ngươi ngươi phải suy nghĩ thấu đáo đây là ý chí thống nhất của triều đại chúng ta hiện nay tất cả đều hy vọng ngươi không làm loạn làm loạn ư phạm nhàn bật cười trong nụ cười ẩn chứa nhiều áp lực nặng nề làm kẻ địch toàn thiên hạ cũng chẳng phải điều y sợ trong lòng y chỉ đang ngẫm lại những suy nghĩ vừa rồi có phần chưa tỉnh táo trở lại sau một hồi lâu y rất trịnh trọng cúi đầu tạ ơn hồ đại học sĩ nhưng không nói gì thêm cũng không đưa ra thông tin gì rồi xoay người ra cửa Tuy không muốn thừa nhận, nhưng ta phải thừa nhận mình đã già rồi. Hồ Đại học sĩ nhìn theo bóng lưng Phạm Nhàn, đột nhiên lên tiếng, thông thả nói, lời nói hôm nay có phần quá đáng, chỉ là thiên hạ chưa yên, chiến sự không thể dừng, vì quan lại trong triều, vì dân chúng trong thiên hạ, ta hy vọng ngươi suy nghĩ nhiều hơn. Lời nói Hồ Đại học sĩ nói thật lòng. Ông vốn là ứng cử viên được Hoàng đế Bệ Hạ cố ý chọn làm tể tướng tương lai, nhưng với tình hình thay đổi trong triều, tương lai của ông đã bắt đầu mờ mịt. Để chống lại Phạm Nhàn, Hoàng đế Bệ Hạ đã nâng đỡ Hạ Tông Vĩ, người thấu hiểu thánh tâm, tinh thông chính sự, làm việc lão luyện. Giờ Phạm Nhàn suy yếu, Hạ Tông Vĩ rất tự nhiên vững vàng với vị trí trong môn Hạ Trung Thư, rất được Hoàng đế Bệ Hạ tin tưởng, rất được trọng dụng, đoán thoáng áp đảo phe cánh của ông. Cho dù Hồ Đại học sĩ không mang đến quyền lực, trong lòng ông vẫn có phần dây dứt. Lời khuyên Phạm Nhàn, có lẽ cũng có ý để lại người quen thuộc trong triều giúp đỡ. Nguyên nhân sâu xa nhất vẫn là như ông đã nói muốn triều đình ổn định, xã hội hòa thuận, thì Phạm Nhàn phải cúi đầu trước hoàng đế bệ hạ, thánh quốc mới được yên ổn. Trừ phi Phạm Nhàn chết, nhưng trên thực tế, ít ai trong triều muốn tiểu Phạm Đại Nhân vừa lập công lớn lao lại phải ra đi như vậy. Ta hiểu ý của ngài. Phạm Nhàn không quay đầu lại, trầm mặt rất lâu rồi mới nói, có lẽ một ngày nào đó khi đã nghĩ thông, ta sẽ vào cung tạ tội. Hồ đại học sĩ phía sau cười khổ, thầm nghĩ phải chờ đến ngày nào tháng nào năm nào ngươi mới nghĩ thông được điều đó. Có lẽ ta thật sự đã sai. Bóng lưng Phạm Nhàn ở cửa rất mệt mỏi, tiếng nói như khẽ tự lẩm bẩm một câu. Nhưng câu nói này vang lên trong tai Hồ đại học sĩ khiến trái tim ông ấm lên, lông mày dần cao lại. Ngay lúc đó, ông quyết định đêm nay sẽ vào cung thêm lần nữa trong mắt ông những mâu thuẫn giữa hai cha con bệ hạ và phạm nhàn không phải là không thể hòa giải chỉ có điều cả hai đều không chịu nhún nhường mà thôi nếu có thể thuyết phục được hoàng đế bệ hạ ban chiếu triệu phạm nhàn vào cung có lẽ phạm nhàn sẽ xuôi dòng đang suy nghĩ thế bỗng phạm nhàn quay đầu nói một câu tuy nay không còn ở giám sát viện nữa nhưng ta có một tin thú vị có lẽ ngài muốn nghe hồ đại học sĩ ngẩng đầu lên phạm vô cứu hiện đang làm mưu sĩ cho hạ đại học sĩ Phạm Nhàn lại hành lễ rồi bước ra khỏi phòng. Lúc này trời vẫn cứ rơi mưa trên Thái học viện, gương mặt Phạm Nhàn dưới ô vẫn bình thản, không chút sao động. Mục đích đối thoại với Hồ Đại học sĩ hôm nay đã đạt được, y hiểu rõ quan điểm của các quan lại triều đình, cũng rõ mức độ khoan dung của Hoàng đế Bệ Hạ, đương nhiên, điều quan trọng nhất là hai câu cuối cùng ấy. Phạm Nhàn lặng lẽ dưới ô, suy nghĩ chắc chắn đêm nay hoặc ngày mai, trong cung sẽ có chiếu chỉ triệu mình vào chầu nhờ hồ đại học sĩ y muốn gửi một loại tín hiệu nào đó đến trong cung có lẽ sẽ qua mắt được nam nhân trên ghế rồng kia tất cả chỉ là vì người của khải niên tiểu tổ vừa rời kinh cho nên phạm nhàn còn chưa chuẩn bị kỹ càng y nhất định phải khống chế trận chiến tranh lạnh giữa quân thần này trong phạm vi giới hạn y đang chuẩn bị chuẩn bị mọi lúc đêm hôm ấy hồ đại học sĩ vào cung không rõ ông đã nói gì với hoàng đế bệ hạ trong nước mắt nhưng các thái giám hầu hạ trong ngự thư phòng đều biết tâm trạng hoàng đế bệ hạ đã tốt hơn nhiều, bởi vì chiếu chỉ rời cung ngay lúc đó, trận giết chốc kéo dài 7 ngày bên ngoài phạm phủ kết thúc tại đây. Cho đến khi Hồ đại học sĩ ra khỏi cung, nét mặt yên vui, ông cũng không thuật lại cho hoàng đế bệ hạ tin tức kinh thiên động địa mà Phạm nhàn tiết lộ. Một là vì không rõ Phạm nhàn tại sao lại nói cho mình biết chuyện quan trọng này, phía sau ẩn giấu có âm mưu gì. Hai là bởi hiện giờ Khánh quốc cần đoàn kết đúng như lý tưởng mà hồ đại học sĩ theo đuổi trong thái học ông chỉ cảm thấy cái tên phạm vô cứu quen tai nhưng không nhớ ra là ai nhưng dù sao cũng là thủ lĩnh của các đại học sĩ môn hạ trung thư chỉ trong thời gian ngồi uống một chén trà các quan viên thuộc hạ đã tra xét rõ ràng người tên phạm vô cứu đó từng là một trong bác gia tướng của nhị hoàng tử bước ra khỏi cửa cung ngồi trên ngựa xe hồ đại học sĩ không nhịn được thở dài vuốt nhẹ chòm râu cười khẽ nghĩ thầm tiểu phạm đại nhân thật đúng là người thù dai đáng yêu. Hoàng đế bệ hạ phất tay, người ngoài phạm phủ đều lui đi, đó là quyền uy của một vị quân vương, ngài có thể thoải mái làm theo tính khí của mình. Còn những thuộc hạ và thần tử chết một cách hồ đồ ngoài phạm phủ vì cuộc chiến tranh giữa hai cha con họ, ai mà quan tâm. Trong ngự thư phòng vẫn im ắng sau khi hồ đại học sĩ lui gót. Hoàng đế bệ hạ bắt đầu đánh cờ với phạm nhược nhược, đó là thói quen mấy ngày qua của ngài. Hai ngón tay của Khánh Đế nhẹ nhàng nhặt một quân cờ đen đặt xuống bàn cờ bóng loáng, ngài thông thả nói, xem ra lúc ở trong phủ Phạm Kiến không dạy ngươi chơi cờ. Phạm Nhược Nhược đã ở trong cung đúng 8 ngày, mặc những bộ y phục do Phạm phủ vất vả sắm sửa rồi nhờ các phi tần đưa vào cung, phần lớn có màu nhã nhặn, trông khá lạc lõng giữa cung điện rực rỡ này. Mọi người biết cô là con tinh bị giam giữ nhưng vẫn được đối xử tôn trọng, hoàng đế bệ hạ cũng ân cần với cô lại có thần quận chúa sắp đặt bên ngoài và các phi tần chăm sóc bên trong nên việc ăn mặc sinh hoạt của cô cũng ổn cô cung kính ngồi đối diện thánh đế hai tay úp lên đầu gối đáp lối đi của quân cờ quá phức tạp hoàng đế bệ hạ hơi nhướng mày tò mò hỏi ta nhớ trước khi an chi vào kinh ngươi đã là một tài nữ nổi tiếng rồi chỉ là đám nam nhân thô lỗ rảnh rỗi sinh sự thích bàn tán ta không làm thơ hay cũng không vẽ tranh giỏi thật không hiểu danh tiếng tài nữ này từ đâu mà ra từ lúc vào cung đến nay đã 8 ngày, từ ban đầu căng thẳng sợ hãi bất lực, đến nay Phạm Nhược Nhược đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Một phần do tính tình vốn có, phần quan trọng hơn là nhờ sự ảnh hưởng âm thầm của Phạm Nhàn suốt mười mấy năm qua. Dù đối phương là hoàng đế Khánh Quốc, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một con người chứ không phải quái vật gì. Đương nhiên, điều này cũng nhờ hoàng đế bệ hạ tỏ ra giống một người bình thường trước mặt Phạm Nhược Nhược. Thơ của ngươi trẫm đã đọc qua, trong khuê các cũng coi là không tồi, chỉ là so với an chi thì khó mà sánh bằng nên ngươi mới nói như vậy tài năng không nằm ở bề ngoài mà ở chí khí bên trong ngươi cứu được mạng ta đó là diệu thủ hồi xuân danh xưng tài nữ cũng xứng đáng hoàng đế bệ hạ cười nói bệ hạ thọ hồng phúc tề thiên thần nữ chỉ là phạm nhược nhược rất tự nhiên đáp lại theo lối cung kính thường dùng nhưng không ngờ hoàng đế bệ hạ lại cười nói chắc chắn ta sẽ không chết nhưng có vài viên đạn trong người cũng không dễ chịu cho lắm ngay lúc ấy, Diêu Thái dám lặng lẽ bước vào Ngự thư phòng, đứng trước hoàng đế bệ hạ, nhẹ nhàng nói, có một người chết ở Khánh Miếu, bọn họ đang chờ ở tiền điện. "Chờ à? Chờ nhận tội sao?" Giọng nói của hoàng đế bệ hạ lạnh đi, ngài vuốt nhẹ quân cờ đen nói, trẫm tha cho chúng lần này, nếu còn dám làm loạn nữa thì bảo chúng tự nhảy vách đá Đại Đông Sơn đi. Diêu Thái dám hạ giọng nhận lệnh rồi nói tiếp, sau khi tiểu phạm đại nhân rời Khánh Miếu, đã đến thái học gặp hồ đại học sĩ hoàng đế bệ hạ im lặng một lúc rồi cười nói trẫm đã biết ở khánh miếu ảnh tử đã quay lại diêu thái dám im lặng không nói gì về việc này ông không có quyền khuyên can gì ông hiểu rõ tâm ý hoàng đế bệ hạ sẽ tuyệt đối không ngu muội như những khổ tu sĩ đội nón lá kia phạm nhàn là ai là con tư sinh là thần tử được hoàng đế bệ hạ sủng ái nhất cho dù hoàng đế bệ hạ muốn phạm nhàn chết cũng không thể để bọn hạ nhân tự tiện hành động vấn đề là hiện giờ vẫn chưa biết tiểu phạm đại nhân rời phạm phủ ra sao lại vào khánh miếu thế nào hơn nữa trong khoảng thời gian đó không rõ hắn đi đâu diêu thái giám cúi người nói khánh đế nhíu mày không nói năng gì phất tay bảo diêu thái giám lui ra trong suốt cuộc đối thoại phạm nhược nhược ngồi bên cạnh im lặng lắng nghe diêu thái giám cũng không lảng tránh cô vì mấy ngày qua các nô tài trong cung đã quen với việc bên cạnh hoàng đế bệ hạ luôn có một nữ nhân dung mạo thanh tú toàn thân toát lên vẻ lạnh lẽo. Cho dù là hội nghị ở ngự thư phòng hay những việc quan trọng hơn, hoàng đế bệ hạ đều không lãng tránh cô. Nhưng hôm nay người được nhắc tới là Phạm Nhàn, là huynh trưởng thân thiết nhất của cô, nên Phạm Nhược Nhược vẫn cúi đầu xuống, dường như không muốn nghe hay để hoàng đế bệ hạ phát hiện ra điều gì khác thường. Hoàng đế bệ hạ không nhìn về phía cô, chỉ im lặng. Một lúc sau, hoàng đế bỗng mỉm cười. Hôm nay Phạm Nhàn liều chết ra khỏi phủ làm gì, Cung đình chưa tìm ra manh mối nào, nhưng ít ra cũng biết ảnh tử thuộc lục sử của giám sát viện đã quay lại, và lúc ở Khánh Miếu đã chiến đấu với hơn 10 khổ tu sĩ. Nghĩ đến đám khổ tu sĩ đầu trọc kia, nụ cười trên mặt hoàng đế bệ hạ biến mất, ánh mắt lộ vẻ chán ghét. Ngài không ngờ những tu sĩ cùng nhiệt ấy dám hành động với phạm nhàn mà không xin ý chỉ, điều đó khiến Khánh đế khó chịu. Còn nghĩ đến ảnh tử thuộc lục sử giám sát viện thực chất là ai, mắt hoàng đế bệ hạ hiếp lại, lộ vẻ hứng thú tột độ. Trần Bình Bình hầu hạ ngài hàng chục năm nhưng vẫn giữ nhiều bí mật. Trước đây vì tin tưởng lòng trung thành của Trần Bình Bình nên hoàng đế bệ hạ không để ý, biết rõ luôn có một cái bóng bên chiếc xe lăn màu đen mà không tìm hiểu thân phận thực sự. Giờ đây tất nhiên đã biết, trước mắt hoàng đế bệ hạ hiện lên một vệt kiếm quang mà tên kiếm khách áo trắng trên huyền không miếu kia tung ra. Vệt kiếm quang chói mắt khiến đôi mắt ngài nhíu lại, trong lòng bỗng dâng lên mong chờ tiểu đệ của tứ cố kiếm này sẽ làm ra được những điều gì. Không cần suy đoán phạm nhàn ra khỏi phủ làm gì, hoàng đế bệ hạ biết rõ y đã liên lạc với những thuộc hạ thân tín nhất ở Kinh Đô, đồng thời phát đi những tin tức vô cùng quan trọng tới Tây Lương, Đông Di, Giang Nam. Đó là điều đơn giản. Trong hoàn cảnh này Phạm Nhàn phải huy động mọi thế lực để giữ vững sự độc lập trước uy quyền của Hoàng đế Bệ Hạ. Nhưng Hoàng đế chẳng buồn để ý nội dung cụ thể những thông tin đó, vì trước mắt ngài, dù Phạm Nhàn có nhảy múa thế nào thì Trung Quy vẫn là ngọn núi trên giang sơn này. Và giang sơn vạn dặm này vốn nằm trong lòng bàn tay Khánh đế. Hơn nữa, hoàng đế bệ hạ rất tò mò không biết đứa con mà ngài yêu quý nhất bị giam cầm trong kinh đô, rốt cuộc sẽ làm được chuyện gì. Nếu đối mặt với Diệp Khinh Mi khi xưa, vì dân chúng trên giang sơn này, vì sự tồn tại của Khánh quốc, vì bao ý nguyện của bao người, có lẽ Diệp Khinh Mi chỉ biết lặng lẽ rời đi không còn tồn tại trên đất Khánh Quốc. Vậy con trai của ngài và Diệp Kinh Mi sẽ lựa chọn thế nào? Đó là điều hoàng đế bệ hạ cực kỳ hứng thú. Đây là thú vui độc ác của người tự tin tuyệt đối, bình thản đứng nhìn thế hệ sau vật lộn. Thực ra cho đến nay hoàng đế bệ hạ cũng chưa hề nghĩ tới việc đẩy phạm nhàn xuống vực sâu, bởi trong mắt ngài, đứa con này chỉ đang hiểu lầm mình. Hoàng đế bệ hạ chỉ không muốn giải thích, không thèm giải thích. Đây là quá trình tự vấn, ngài ngồi oai vệ trong cung chờ phạm nhàn vào cung giải thích van xin tha thứ rồi đến lúc đó hoàng đế bệ hạ mới ôn tồn nói với phạm nhàn rằng lão chó mực đã chết kia không hề yêu thương ngươi như ngươi tưởng lão ta chỉ muốn tiêu diệt hoàng tộc lý gia thậm chí còn từng ra tay giết ngươi mặc dù ngươi họ phạm nhưng thực chất là vẫn là họ lý nói thì là như vậy nhưng làm thế nào để giải thích việc của dịp kinh mi có lẽ hoàng đế bệ hạ không hề muốn nhắc tới khía cạnh đó chậm muốn ra ngoài một chút. hoàng đế bệ hạ nói dù giọng đều bình thản nhưng rõ ràng là nhờ lời của hồ đại học sĩ lúc trước hoàng đế bệ hạ có phần nắm chắc cách xử lý phạm nhàn nên tâm trạng ngài khá nhẹ nhõm mới muốn ra ngoài vào lúc đêm khuya thế này. trong ngự thư phòng chỉ có hai người lời này của hoàng đế bệ hạ tất nhiên là nói với phạm nhược nhược phạm nhược nhược giật mình đứng dậy lấy áo choàng mỏng màu đen viền vàng cẩn thận đắp lên người hoàng đế bệ hạ rồi nâng cánh tay phải của ngài chậm rãi đi tới cánh cửa gỗ ngự thư phòng. Cửa gỗ mở ra, đã có hơn 10 thái giám, cung nữ chờ sẵn bên ngoài, diêu thái giám cuối mình, đẩy chiếc xe lăn chờ sẵn. Từ lúc hoàng đế bệ hạ lên tiếng cho đến khi bọn hạ nhân bên ngoài chuẩn bị xong mọi thứ chỉ mất thời gian rất ngắn, phản ứng cực kỳ nhanh chóng. Nhưng hoàng đế bệ hạ nhìn chiếc xe lăn bên ngoài cửa, khuôn mặt không hề tán thưởng, chỉ lạnh lùng liếc nhìn diêu thái giám, không thèm đoái hoài tới bọn hạ nhân, dưới bàn tay nâng đỡ của phạm nhược nhược, bước về phía hoàng cung trong đêm khuya. Bị hoàng đế bệ hạ lạnh nhạt liếc mắt, Diêu Thái giám toát mồ hôi lạnh. Đã 8 ngày trôi qua, thực ra không nhiều người biết trong đã ngự thư phòng hôm đó cuộc chiến quân thần khiến hoàng đế bệ hạ bị thương nặng, tuy không nguy hiểm tính mạng trong thời gian ngắn nhưng thân thể ngài vẫn chịu tổn thương nặng nề. Lại thêm lời nói của Trần Bình Bình hôm đó khiến tâm trạng hoàng đế bệ hạ dường như cũng không tốt lắm. Vì thế Diêu Thái giám mới chuẩn bị chiếc xe lăn, nhưng không ngờ hoàng đế bệ hạ lại cực kỳ không hài lòng lão lập tức hiểu ra cho dù không muốn thần tử biết thực trạng sức khỏe hay vì chiếc xe lăn khiến hoàng đế bệ hạ nhớ tới vị lão viện trưởng kia mà tức giận đau khổ hôm nay mình đều phạm phải sai lầm rất lớn loại sai lầm này không thể phạm phải cũng may hoàng đế bệ hạ là một chủ nhân rộng lượng đối với những nô tài thân thiết không dễ gì giận lây sang người khác diêu thái giám mới không cần lo cho tính mạng của mình lão lau mồ hôi lạnh trên trán dẫn theo một nhóm cung nữ thái giám, yên lặng lần bước theo phía sau, nhìn tiểu thư phạm gia phía trước nâng đỡ nhẹ nhàng hoàng đế bệ hạ bước tới, không ai dám tiến lại gần. Ánh đèn treo trong hành lang hoàng cung không sáng lắm, chỉ đủ để soi rọi con đường đá phía dưới. Thường khi trời về khuya, các vị quý nhân đều lui vào trong cung, chỉ có những cung nữ thái giám làm việc còn đi lại trên những hành lang yên tĩnh ấy. Ánh đèn lờ mờ chiếu rọi trên người hoàng đế bệ hạ và phạm nhược nhược, kéo theo cái bóng dài ngắn khác nhau, khiến các cung nữ thái giám gặp phải vội vã quỳ xuống hai bên đường. Đúng như Diêu Thái giám đoán trước, nỗi bất mãn của Hoàng đế bệ hạ ban nãy là vì chiếc xe lăn ở cửa ngự thư phòng. Chỉ cần nhìn thấy chiếc xe lăn, tự nhiên Hoàng đế bệ hạ nhớ tới lão chó mực ngồi trên đó, kẻ thường đi bên cạnh ngài dưới ánh đèn yên ắng của đêm khuya, bàn luận đại sự thiên hạ như tâm sự bình thường, mưu tính triều đình. Lập ra kế hoạch, tính toán số người chết. Khánh đế là con người, ngài rất hoài niệm những khung cảnh xưa ấy chính vì thế sự phản bội của trần bình bình khiến những kỷ niệm đẹp đẽ ấy bỗng chốc đầy nghi kỵ và khó tin nên ngài cảm thấy phẫn nộ ngoài phẫn nộ trong lòng ngài còn một cảm xúc rất phức tạp cách đây vài năm vì sự kiện huyền không miếu phạm nhàn bị thương nặng suýt mất mạng sau khi lành vết thương một ngày tuyết rơi chàng trai trẻ ấy ngồi xe lăn vào cung và trò chuyện rất lâu với hoàng đế bệ hạ đó là lần đầu hoàng đế bệ hạ nói chuyện với phạm nhàn dù vẫn không công khai quan hệ giữa hai người như lần trong tiểu lâu nhưng với khánh đế đó vẫn là một cuộc gặp gỡ vô cùng quan trọng tối nay nhìn thấy chiếc xe lăn ngài lại nhớ đến trần bình bình nhớ đến phạm nhàn bị thương cảm xúc trở nên rất phức tạp ngài chậm rãi nói trẫm phải trút thiên đao vạn quả lên lão chó kia vì lão ta quá độc ác gian trá đến cùng cực phạm nhược nhược đỡ cánh tay ngài giữ khoảng cách không quá vất vả nhưng nghe câu này cảm thấy thân thể hoàng đế bệ hạ nặng trĩu như núi thái sơn quân muốn thần chết thần không thể không chết huống hồ trần lão viện trưởng âm mưu phản nghịch trời đất đều biết chẳng ai có thể chất vấn điều này với hoàng đế bệ hạ ngoại trừ phạm nhàn hơn nữa điều then chốt là hoàng đế bệ hạ chẳng cần giải thích gì cả những ngày qua ngày không hề có ý định tự giải thích với phạm nhàn thế nhưng đêm thu này chỉ riêng hai người hoàng đế bệ hạ lại mở miệng Rốt cuộc những lời này muốn nói với cô hay muốn nhờ cô chuyển lại cho huynh trưởng? Phạm Nhược Nhược nhẹ nhàng cúi đầu, không đáp lời nhưng trong lòng suy nghĩ miên man. Lão chó già kia cố ý chết trong tay trẫm là để an chi oán hận trẫm. Loại người độc ác ấy, đến trước khi chết vẫn không quên thù hận như vậy, trẫm sao có thể để lão ta chết thanh thản được. Giọng nói của hoàng đế bệ hạ có phần mệt mỏi, ngài quay đầu nhìn Phạm Nhược Nhược rồi lại nhìn ra hoàng cung ban đêm yên tĩnh, nói, ngày mai trẫm sẽ hạ chỉ triệu an chi vào cung thỉnh an thân hình phạm nhược nhược hơi khựng lại một tay viện cánh tay bệ hạ thân thể hơi cúi xuống cúi đầu thành khẩn nói tạ ơn bệ hạ hoàng đế vẫn mặt không cảm xúc dường như không cho rằng việc mình nhượng bộ trong trận chiến này mà còn bắt nữ nhân nhà thần tử cảm tạ là đương nhiên nhưng điều khiến ngài cảm động là sau ba chữ đó tiểu thư nhà họ phạm đã không nói thêm gì nữa chỉ yên lặng đỡ cánh tay ngài tiếp tục dạo bước trong cung mà không hề đề cập việc ra khỏi cung của mình. Ngươi khác với những người khác. Hoàng đế bệ hạ quay đầu lại, nhìn cô đầy thâm ý, trước kia trẫm thường dẫn thần nha đầu dạo quanh đây, nhưng sau khi tuổi tác lớn, con bé ít lui tới, hơn nữa tính tình cũng nghịch ngợm hơn ngươi rất nhiều. Đương nhiên ta không thể sánh bằng tẩu tẩu. Phạm nhược nhược cúi đầu nói nhỏ. Hoàng đế bệ hạ mỉm cười, không nói gì, cảm thấy tiểu nha đầu bên cạnh thật là thanh khiết đạm bạc tới cực điểm. Kể từ khi Lâm Biển nhi trưởng thành, chắc không còn mấy người giống như con cháu, thực sự tháp Tùng hoàng đế bệ hạ, vì thiên tử không có việc gia đình, trong lòng những hoàng tử còn sống hay đã mất, hoàng đế bệ hạ cũng khó có thể là một phụ thân đích thực. Trong lòng Phạm Nhược Nhược cũng đầy nghi ngờ và xúc động. Sau mấy ngày ở bên, vị hoàng đế bệ hạ xa lạ và oai nghiêm này dường như đã từ từ bước xuống khỏi ngai vàng cũng cởi bỏ lớp áo choàng lộng lẫy bên ngoài trở nên giống một vị cha chú bình thường hơn hay là một người đang dần lộ rõ tuổi tác sau khi bị thương nặng trong đêm tĩnh mịch tiểu thư họ phạm đỡ bệ hạ tản bộ cảnh tượng này rơi vào mắt rất nhiều người đây đã không phải là lần đầu mọi người chứng kiến hoàng đế bệ hạ đối xử đặc biệt với tiểu thư nhà họ phạm kể từ khi hoàng đế bệ hạ bị thương trong ngự thư phòng và tiểu thư nhà họ phạm vào cung chăm sóc toàn bộ mọi người trong cung ai cũng biết hoàng đế bệ hạ đối xử với vị tiểu thư này khác hẳn với mọi người. Ai có chút thông minh cũng biết thân phận hiện giờ của Phạm Thị là con tin, nhưng có con tin nào được đối xử như thế này? Sinh hoạt của cô trong cung theo tiêu chuẩn của thần quận chúa thổi trước, ngoại trừ ban đêm về nghỉ thì cả ngày vị tiểu thư họ Phạm này ở bên hoàng đế bệ hạ, thậm chí ngay cả khi bàn luận quốc sự hoàng đế bệ hạ cũng không lánh mặt cô. Tất nhiên điều này khiến các đại học sĩ kinh ngạc, nhưng với thân phận và địa vị của mình, đương nhiên họ sẽ không bàn tán lung tung. Chỉ có hạ đại học sĩ mỗi lần nhìn thấy tiểu thư nhà họ phạm trong ngự thư phòng là lộ vẻ mặt mất tự nhiên. Nhưng trong hoàng cung thì khác, người đông chuyện nhiều, lập tức bàn tán sôi nổi. Con người luôn dễ quên, có lẽ các thái giám cung nữ trong cung đã quên mất cơn bão táp khánh lịch năm thứ bảy, quên đi vụ huyết tẩy khiến cung đình lên láng máu mà lao vào công việc đàm tiếu vĩ đại có lẽ vì ba năm trước người chết quá nhiều nên gần đây trong cung bù đắp thêm khá nhiều thái giám cung nữ mới họ không biết sát khí tiềm ẩn trong khí độ hoàng gia có lẽ vì thái độ của hoàng đế bệ hạ đối với tiểu thư nhà họ phạm khiến người ta khó hiểu nên tin đồn về ngự thư phòng dần lan truyền khắp nơi trong cung hoàng đế bệ hạ là vị minh quân ít mặn mà với nữ sắc càng không phải là vị chủ nhân phóng đảng những năm gần đây trong cung chỉ có mười mấy nữ chủ nhân và chỉ có bốn người sinh con vốn không ai nghĩ đến những chuyện phiêu lưu tình ái nhưng thái độ đối xử đặc biệt của hoàng đế bệ hạ với tiểu thư nhà họ phạm thật sự khác thường hơn nữa mấy ngày qua trong cung còn xảy ra một việc lớn khác khiến nhiều người bắt đầu suy đoán đó chính là việc tuyển chọn cung nữ bắt đầu từ ba ngày trước hoạt động tuyển chọn cung nữ đã ngừng hoạt động hàng chục năm ở hoàng cung khánh quốc giờ đây được khởi động trở lại không ai hiểu tại sao trong hoàn cảnh này hoàng đế bệ hạ lại có ý định bổ sung hậu cung hay đó là khủng hoảng tuổi trung niên khiến vị quân chủ bỗng nảy sinh ý định phóng túng từ ba ngày trước công việc tuyển chọn do thái thường tự chủ trì cung đình và bộ lễ hỗ trợ đã bắt đầu do đã lâu không thực hiện nên bộ lễ hơi lúng túng có lẽ bảy châu quận còn chưa nhận chỉ dụ các thiếu nữ xinh đẹp may mắn được chọn vào cung vẫn chưa hề hay biết nên những người đầu tiên hưởng ứng vẫn là trong kinh đô đây là cơ hội hiếm có các vương công quý tộc đại thần danh sĩ đã ở ẩn trong kinh đô quá lâu Ai cũng muốn nắm lấy cơ hội này. Trong đợt tuyển chọn hỗn loạn đó, đã có nhóm thiếu nữ nhà quan vừa đủ tuổi được đưa vào cung tối hôm trước. Sau nhiều năm yên bình, sự xuất hiện của những thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp khiến không khí hoàng cung bỗng nhiên trở nên náo nhiệt, tràn ngập sức sống tuổi trẻ. Dù đã khuya, tiếng cười vẫn vang lên từ nơi ở của các cô gái. Xuân tình nồng nàn, lan tỏa khắp hoàng cung giữa đầu thu, khiến mọi người không khỏi tò mò về tiểu thư họ Phạm ở ngự thư phòng nếu thực sự là thánh tâm sao động vị tiểu thư được sủng ái sâu nặng kia sẽ được sắp đặt ra sao đều là một đám ngu xuẩn nghi quý tần mí mắt hơi rũ xuống nhẹ nhàng kéo tay tam hoàng tử cười lạnh nói bệ hạ là người như thế nào thấy của con là ai trong cung này sao lại có thể đồn đại những lời hoang đường như vậy đa phần trong cung đều là ngu xuẩn mà người mới quá nhiều có lẽ bọn họ đã quên rất nhiều chuyện tam hoàng tử lý thừa bình mỉm cười nhưng nụ cười của vị hoàng tử thiếu niên này có phần gượng gạo đôi mắt thanh tú ẩn chứa nỗi lo âu nghi quý tần nhìn đứa con trai thở dài nói bệ hạ là minh quân tất nhiên sẽ không làm những điều hoang đường lần tuyển tú nữ này cũng không liên quan gì đến vị trong ngự thư phòng phụ hoàng con chỉ là cô chưa dứt lời lý thừa bình ngẩng đầu lên u buồn nói con nghe nói ngày mai phụ hoàng sẽ triệu tiên sinh vào cung nhưng việc tuyển tú nữ chỉ sợ phụ hoàng không thể tin tưởng tiên sinh như xưa được nữa nghe đến đây nghi quý tần hơi bất đắc dĩ lắc đầu nâng đầu ngón tay như ngọc lên nhẹ nhàng dây vần tráng có phần mệt mỏi không biết nên nói sao cho phải đương nhiên cô hiểu rõ ý của lý thừa bình nhưng với thân phận phi tử của hoàng đế bệ hạ một người con gái tính tình thẳng thắn như cô có thể ở vững trong cung điện cho đến bây giờ cũng nhờ lời khuyên nhủ của liễu thị trước kia về hai chữ an phận giữa lúc hỗn loạn này cô cũng không biết phải nói sao cho phải gần đây cung đình đã hoàn toàn thay đổi bố cục kể từ ba năm trước thái hậu đã băng hà hoàng hậu cũng đã qua đời trưởng công chúa cũng đã mất thuộc quý phi bị giam lỏng trong lãnh cung còn nghi quý tần sinh hạ tam hoàng tử ninh tài nhân sinh đại hoàng tử trong biến cố kinh đô phản loạn trước kia đứng về phe thánh thượng cùng phạm nhàn và đại hoàng tử khiến địa vị hai người này nâng cao ninh tài nhân được phong lên một bậc còn nghi quý tần theo thời gian cũng sẽ dần được phong quý phi. Trong cung, việc gì cũng do nghi quý tần và ninh tài nhân quyết định, nghi quý tần tính tình ôn hòa, ninh tài nhân lại không hay can thiệp việc gì, nên trong cung rất hòa thuận yên ổn. Nhưng sau tiếng nổ lớn tại ngự thư phòng 8 ngày trước, thời gian an nhàn đã kết thúc. Ninh tài nhân vì can thiệp xin tha cho trần lão viện trưởng mà bị đầy vào lãnh cung, làm bạn với thục quý phi. May mắn là bà đã sinh hạ một hoàng tử tài giỏi, nếu không với cơn thịnh nộ hôm đó của hoàng đế bệ hạ chỉ e bà đã bị xử tử ngay hiện giờ nghi quý tần là chủ nhân duy nhất trong cung việc tuyển tú nữ ba ngày trước đây cũng do cô sắp đặt cô hiểu rõ hơn bất cứ ai ý đồ phía sau cuộc tuyển tú đột ngột này sau cuộc phản loạn ở kinh đô bệ hạ còn hai người con trai rưỡi ngoài đại điện hạ ở đông di thành xa xôi còn có tam hoàng tử lý thừa bình nửa còn lại kia tất nhiên là phạm nhàn đáng tiếc vì sự kiện Trần Bình Bình mưu phản, quan hệ giữa Phạm Nhàn và Hoàng đế rơi vào chiến tranh lạnh, không ai biết về sau việc này sẽ đi đến đâu. Hai người con trai rưỡi này hoàn toàn hấp thu bài học từ Thái tử và Nhị Hoàng tử, quan hệ giữa họ vô cùng thân thiết. Huống hồ, tình nghĩa thầy trò giữa Phạm Nhàn và Tam Hoàng tử cũng vững chắc ngoài sự mong đợi của bệ hạ. Từ năm Khánh lịch thứ bảy trở đi, Phạm Nhàn vào cung rất nhiều lần, song tiếp xúc với Tam Hoàng tử ngày càng ít đi một là vì rõ ràng tam hoàng tử đã trở thành người kế vị phạm nhàn phải tránh hiềm nghi hai là bệ hạ cố ý làm suy yếu ảnh hưởng của phạm nhàn đối với tam hoàng tử phạm nhàn tuy vô dụng nhưng có một điểm mạnh là có thể ảnh hưởng lớn đến người xung quanh khiến họ quy phục mình cho dù là các quan viên thân cận ở giám sát viện tứ tử phạm môn hay đội ngũ trung thành ở bảo nguyệt lâu đều là bằng chứng tam hoàng tử từng là học sinh của phạm nhàn dù hiện giờ ít gặp mặt nhưng vẫn không quên những bài học dùng gậy dạy người của phạm nhàn từ đứa trẻ hung ác đã trở thành một hoàng tử nội liễm giữa ba vị hoàng tử không có tranh đấu ghen ghét điều này rất tốt nhưng sau sự kiện phản loạn ba năm về trước sau khi tự kiểm điểm chắc chắn hoàng đế không muốn tiếp tục đẩy các con trai điên cuồng nhưng vụ án của trần bình bình khiến mối quan hệ tốt đẹp trên trở nên đáng ngờ trong mắt hoàng đế nghi quý tần rõ điều này nếu hoàng đế không còn tin phạm nhàn ngài sẽ phải cảnh giác xem các con có đoàn kết chống lại mình hay không. Cho dù ba hoàng tử không liên kết, nhưng nếu hoàng đế thật sự ra tay với phạm nhàn khiến mọi người mất lòng tin, thì hoàng cung sẽ ra sao khi tam hoàng tử dần lớn lên? Vì thế hoàng đế muốn tuyển tú nữ, sinh thêm con trai, muốn có thêm vài cổ máy sinh sản trong cung. nghi quý tần liếc con trai, ánh mắt đầy lo âu, khẽ thở dài. lý thừa bình không thở dài chỉ nắm tay mẹ. Từ nhỏ sống trong cung điện đầy âm mưu, chứng kiến hai vị ca ca muốn giết mình và phụ hoàng vì ngôi vị, cuối cùng được hai huynh trưởng khác cứu. Hắn đã hiểu, hoàng cung càng yên ổn thì cuộc sống càng thuận lợi. Nhưng trên đời không có chuyện tốt như vậy. Hắn biết mối quan hệ mình và Phạm phủ quá sâu, nếu phụ hoàng không còn tin Phạm nhàn, chắc chắn sẽ không đơn giản là yên tâm giao thiên hạ cho mình. Việc tuyển tú nữ, phụ hoàng muốn sinh thêm con trai. Đây là đang cảnh giác mình hay Phạm nhàn? ngày mai tiên sinh sẽ vào cung thỉnh an có lẽ sự việc chưa tệ đến thế lý thừa bình cố gắng mỉm cười an ủi mẫu thân thằng nhóc phạm nhàn kia cứng đầu lắm ai biết ngày mai hắn có vào cung không nghi quý tần bất đắc dĩ nở nụ cười nói cô biết dù hoàng đế muốn sinh thêm con trai để cảnh cáo xấu phương cung và phạm nhàn nhưng rốt cuộc điều đó cũng chỉ là chuyện xa xôi hơn nữa triều đình đã quen với việc lý thừa bình sẽ kế vị vị thế còn vững hơn cả thái tử ngày trước hoàng đế cũng không thể vì không tin phạm phủ mà phá vỡ kế hoạch lâu dài của mình nhưng cô quả thật không biết vấn đề thực sự giữa hoàng đế và phạm nhàn là gì là cái chết của trần lão viện trưởng hay điều gì khác nếu ngày mai phạm nhàn chịu cúi đầu nhận tội miễn là vẫn được sống ở kinh đô quyền lực về sau sẽ từ từ phục hồi như vậy xấu phương cung đâu còn phải lo những tú nữ do đại thần đưa vào cung lông mày nghi quý tần nhíu lại trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng hiếm thấy nói nếu mấy tiểu cô nương kia nếu biết thân biết phận thì tốt, chứ ỷ vào trong nhà đã bỏ chút công sức trên chiến trường triều đình mà muốn làm loạn trong cung, bản cung sẽ không dung thứ. Dẫu sao cũng đã là người đứng đầu trong cung suốt 3 năm, dù tính tình vốn thẳng thắn, nhưng phần lớn cũng đã bị mài dũa trong cung điện. Lời nói lạnh lùng lúc này tự nhiên toát ra phong thái tôn nghiêm. Nghe hôm qua mẫu thân đã đuổi ba trong số những tú nữ mới vào cung. Lý Thừa Bình thành thật khuyên nhủ, dù sao cũng là ý của phụ hoàng, nếu làm quá rõ ràng e rằng phụ hoàng sẽ không vui. Phụ hoàng của con có biết cũng mừng thôi, đám tiểu nha đầu có không mắt đó. Nghi quý tần lạnh lùng nói, đã lâu triều đình không tuyển tú nữ, từ thái thường tự đến bộ lễ cũng không hiểu quy củ gì, đưa bừa bãi con gái nhà người ta vào cung. Chẳng biết nghe được gì ở nhà, mới vào đã trải bạc, đám cung nữ ma ma chắc lâu rồi không được nuốt bạc như vậy, cũng nghe theo cô nhìn tam hoàng tử bình tĩnh nói mấy tú nữ mới vào đã hỏi han tình hình trong cung dám bàn tán về người trong ngự thư phòng cái gì cũng dám nói chắc không phải là con nhà đại thần thì là dòng dõi vương công sắp suy tàn không biết gì về lai lịch phạm gia liễu phủ lại ngây thơ nghĩ phạm phủ đã thất thế không vì sao vị kia lại được bệ hạ ưa thích lại chuyển miệng lưỡi nhắm vào vị đó nói không biết bao nhiêu lời khó nghe ta đuổi ba người là cảnh cáo những kẻ còn lại đồng thời che chở cho gia đình bọn chúng Nghi quý tần vuốt mái tóc, lạnh lùng nói, chưa nói nếu hoàng đế bệ hạ nghe được những lời ấy sẽ nổi giận thế nào, chỉ cần đồn tới tai phạm nhàn con nói xem sau khi mọi chuyện yên ổn, số phận các tú nữ kia sẽ ra sao. Cuối cùng Lý Thừa Bình không nhịn được cười nói, nếu mọi chuyện yên ổn, chắc mẫu thân còn thêm mắm thêm muối kể với tiên sinh. Nghi quý tần cười hít mắt, đứa nhỏ này nói bậy, mẫu thân đâu phải người như thế. Lý Thừa Bình gãi đầu, muốn nói lại thôi, nhưng phụ hoàng vẫn giữ tiểu thư nhà họ phạm ở lại ngự thư phòng tóm lại là không đúng lễ nghi nghi quý tần im lặng một lúc rồi mỉm cười không nói gì thực ra trong lòng cô biết nam nhân khiến cô trở thành một nữ nhân nam nhân mạnh mẽ nhất thiên hạ thực ra cũng cảm thấy cô độc trong mắt ngài các phi tần trong cung dường như đều có phần đòi hỏi có lẽ chỉ có tiểu thư nhà họ phạm không dính dáng gì đến hoàng cung mới khiến ngài thực sự cảm thấy không cầu mong điều gì điều hoàng đế thích chính là người bên cạnh không đòi hỏi gì ở mình nghĩ đến đây sắc mặt nghi quý tần hơi buồn bã nhìn lý thừa bình dịu dàng nói con cũng bớt đến lãnh cung kẻo bệ hạ không vui thục quý phi bị giam vào lãnh cung nhưng người vẫn là mẫu thân của nhị ca ngày trước đối đãi với chúng ta cũng tốt không liên quan gì đến việc của nhị ca lý thừa bình hạ giọng giải thích bây giờ ninh di cũng bị giam vào lãnh cung con phải đi thăm một chút nghi quý tần mỉm cười không nói gì nữa. Cô biết lý do tam hoàng tử thường xuyên đến lãnh cung thăm viếng, được cái tiếng khoan dung trong cung, cũng khiến hoàng đế bệ hạ có phần bất ngờ tán thưởng. Tất cả là do lời dặn dò của Phạm Nhàn. Ba năm trước khi Kinh Đô phản loạn, nghe nói Phạm Nhàn đã trực tiếp hứa với nhị hoàng tử sắp qua đời sẽ thay hắn ta chăm sóc thuộc quý phi. Hai mẹ con khẽ trò chuyện về việc tuyển tú, về cô nương trong ngự thư phòng. Cùng lúc đó, cô nương kia đang đỡ hoàng đế bệ hạ bị thương chưa lành đi dạo một vòng, sắp quay về ngự thư phòng. Như lời nghi quý tần, hoàng đế chỉ đánh giá cao cô gái này, chứ không hề nảy sinh ý nghĩ kỳ quái nào. Đã bước vào cảnh giới đại tông sư, ngài đã thấu suốt việc nam nữ. Lý do tuyển tú chủ yếu vẫn là chính trị. Trong lúc dạo bước, hoàng đế sẽ không bàn luận việc tuyển tú với Phạm Nhược Nhược, chỉ tùy ý nói về thời tiết và Phạm Nhàn trong 8 ngày qua phần lớn thời gian là hoàng đế nói phạm nhược nhược lắng nghe hoàng đế được phạm thái phu nhân nuôi dưỡng từ nhỏ nên rất thân thiết với phạm gia suốt đời hoàng đế không có con gái từ khi lâm viễn nhi rời cung ngài chưa từng tìm lại được cảm giác ấm áp đó hai người đi ở phía trước diêu thái giám và một đoàn người khẩn trương theo sau từ xa dạo bước trong đêm tối đoàn người này nhìn qua có phần buồn cười đúng lúc sắp trẻ tới cổng đá trước ngự thư phòng trên con đường chính hoàng đế dừng bước nhìn thái giám cuối mình bên cạnh cổng đá, trầm ngâm một hồi lâu rồi hỏi, gần đây theo sát đới công công thế nào? Thái giám này chính là nhân vật nổi bật ngày xưa ở ngự thư phòng, Hồng Trúc. Sự việc ba năm trước đã phai nhạt, những ngày gần đây hắn theo sát đới công công tiến hành công việc về văn thư, hôm nay tình cờ gặp được thánh giá, tâm trạng của hắn phức tạp chờ đợi một bên. Nhưng không ngờ hoàng đế bệ hạ lại đột nhiên hỏi mình, hắn vội vàng run rẩy đáp lời. Hoàng đế hài lòng liếc nhìn hắn một cái, Năm xưa ngài rất yêu thích tiểu thái giám lanh lợi này, nếu không cũng sẽ không cho phép hắn tự mình theo hầu ở ngự thư phòng, về sau lại phái hắn đến Đông Cung làm thủ lĩnh thái giám, chỉ vì một vài việc rất trùng hợp, hồng trúc dính vào, nhưng dù thế hoàng đế vẫn không giết hắn. Đột nhiên trong lòng hoàng đế chợt động, nhớ tới cảnh tượng ngày đông tuyết rơi, lần phạm nhàn nhập cung đó, thái giám đẩy xe lăn chính là hồng trúc. Dần già, đôi mắt hoàng đế lóe lên vẻ mỉm cười, nhớ lại xưa kia phạm nhàn có vẻ rất không ưa tiểu thái giám này không biết trong lòng người nghĩ gì mở miệng phán từ ngày mai trở về ngự thư phòng hồng trúc vui mừng không xiết quỳ sụp xuống đất lắp bắp dập đầu tạ ơn chỉ có điều không ai chú ý đến trong đôi mắt cúi xuống của hắn lóe lên vẻ phức tạp hoàng đế hơi mất kiên nhẫn vẫy tay rồi cùng phạm nhược nhược bước vào cổng đá hoàng đế đột nhiên phán trời mưa tuyết thấy trẫm không cần quỳ lạy đó là quy định ngay khi trẫm lên ngôi đã đặt ra hôm nay trời mưa mặt đất vẫn ẩm ướt nên hồng trúc không cần quỳ lạy phạm nhược nhược hơi ngạc nhiên liếc nhìn hoàng đế bệ hạ một cái không rõ vì sao hoàng đế bệ hạ lại nói thế trẫm chẳng lẽ thật sự không phải một hoàng đế tốt hoàng đế gần đến ngự thư phòng bỗng dừng bước rất bình tĩnh nhưng cũng rất nghiêm túc hỏi có hỏi ắt có đáp lúc này bên cạnh ngài chỉ có phạm nhược nhược tất nhiên là chờ phạm nhược nhược đưa ra nhận xét trong lòng phạm nhược nhược hơi chấn động thầm nghĩ bản thân đâu phải bậc đại nho, cũng chẳng phải sử gia đại tài, làm sao có tư cách đánh giá vấn đề lớn như thế. Nhưng hoàng đế không bước đi nữa, chỉ lặng lặng chờ đợi cô trả lời. Phạm Nhược Nhược trầm mặt rất lâu, nhớ lại những cảnh tượng đã chứng kiến trong những ngày ở ngự thư phòng, cũng như những chi tiết ở khắp nơi trong cung, nghĩ đến cuộc sống của bách tính khánh quốc mà cô đã thấy khi du ngoạn thiên hạ. Cuối cùng cô không thể che đậy đôi mắt và tấm lòng thật sự của mình, suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc đáp lời, so với các đế vương trước kia, bệ hạ, quả thực là một vị hoàng đế tốt. Hoàng đế trầm mặt một lúc, tinh tế thưởng thức câu trả lời của Phạm Nhược Nhược, một lát sau rốt cuộc nở nụ cười, cười ha hả. Tiếng cười vang vọng trước ngự thư phòng, dưới mái hiên, va và chạm vào tường cung rồi chấn động trở lại. Đoàn người của Diêu Thái giám phía sau cũng kinh ngạc, không biết tiểu thư họ Phạm nói gì mà khiến hoàng đế bệ hạ cười vui vẻ đến thế, vui vẻ chưa từng có, chỉ trong khoảnh khắc biết bao cảm xúc lẫn lộn, hết sức tán thưởng tiểu thư nhà phạm hiếm khi nói chuyện này phạm nhược nhược cũng mỉm cười nhẹ nhàng nhìn hoàng đế bên cạnh trong lòng trào dân cảm xúc rất phức tạp đến lúc này cuối cùng cô cũng hiểu tại sao những ngày qua hoàng đế bệ hạ đối đãi với cô khác thường như vậy có lẽ nghi quý tần đoán đúng một phần trước đây phạm nhược nhược cũng đoán đúng một phần quan điểm của phạm nhàn tất nhiên không sai nhưng hoàng đế giữ phạm nhược nhược ở lại cung đình bên người mình trong ngự thư phòng để cô chứng kiến ngài bị thương nặng vẫn phải lo toan quốc sự, anh minh thần võ. Có lẽ chỉ là sau cuộc đối thoại với Trần Bình Bình trong ngự thư phòng, hoàng đế bệ hạ cần có người chứng minh, thừa nhận mình là một vị hoàng đế tốt. Dù con lão chó mực ngồi xe lăn kia có nói gì đi nữa, nhưng trẫm vẫn là một vị minh quân, phải không? Đúng lúc ấy, hoàng đế dường như đã quyết tâm, trên khuôn mặt lại hiện lên nụ cười tự tin thoải mái, bước vào ngự thư phòng. Tuyên. Tuyên tuyên giáo viên thái học phạm nhàn vào cung tiếng hô hoặc hào sản hoặc the thế như vịt nhưng cao giọng cất lên đều mang nội dung như nhau hôm nay không yết triều nghỉ ngơi hoàn thành im phăng phắc binh sĩ cấm quân dáng vẻ nghiêm trang mắt nhìn thẳng để mặt người trẻ tuổi áo sam xanh bước qua bên cạnh song khắc hẳn vẻ ngoài bình thản tâm trạng căng thẳng hiện rõ trên gương mặt đã chín ngày kể từ khi trần bình phản nghịch bị lăng trì tại pháp trường cung mà chết hôm ấy tiểu phạm đại nhân xông vào pháp trường khinh thị quyền uy thiên tử đã lộ rõ thái độ trong vụ án những ngày sau chiến tranh lạnh giữa hoàng đế và vị quyền thần khánh quốc ngày càng sâu cung đình sai người rải mật thám ngoài phạm phủ bao nhiêu mạng người đã mất mạng theo tin đồn trên triều đình hôm qua còn xảy ra vụ ám sát nhắm vào phạm nhàn ở ngoài kinh đô ba dặm nói chung khi tin tức hoàng đế triệu phạm nhàn vào cung thỉnh an loan truyền ra ai nấy đều thở vào nhẹ nhõm dù rất vững mạnh, Khánh Quốc vẫn không muốn chịu hậu quả đẫm máu từ mâu thuẫn giữa cặp quân thần phụ tử này. Xét trên góc độ khác, điều này cũng cho thấy, dù không còn chức quan, người Khánh Quốc vẫn cho rằng Phạm Nhàn sẽ gây tổn hại đáng kể nếu y thật sự liều lĩnh. Chỉ mất 9 ngày, cuộc chiến lạnh giữa Hoàng đế và Phạm Nhàn đã kết thúc, thật đáng mừng. Theo Hồ Đại học sĩ, hai cha con không có vấn đề gì không thể giải quyết, chỉ là cảm xúc dữ dội khiến họ ngoan cố, không ai chịu nhường ai hôm nay hoàng đế đã bước đi trước tỏ ý nhún nhường phạm nhàn cũng nên đáp lại bằng thiện ý trong không khí lạnh lẽo phạm nhàn im lặng bước theo sau diêu thái giám dù đã là thủ lĩnh thái giám diêu công công giữ thái độ khiêm tốn trước mặt y nhưng phạm nhàn không có ý định trò chuyện giáo viên thái học tuy giờ trên người phạm nhàn đã trống trơn chức tước duy nhất còn lại là cái này nhưng nghe vẫn thấy khó chịu trong tiếng gọi vang phạm nhàn đến ngự thư phòng hơi bất ngờ khi thấy Hồng Trúc đứng chờ ngoài cửa. Phạm Nhàn gật đầu, Hồng Trúc cúi chào thật sâu, ánh mắt hai người trao đổi điều gì không ai hay. Bước vào phòng, thấy muội muội, tâm trạng Phạm Nhàn dịu lại. Sau đó quay sang nam nhân trên long sàng, cúi chào thật sâu nhưng vẫn cứng đầu không nói lời nào. Ngày ấy, Phạm Nhàn một mình một ngựa trở về kinh đô, cho đến khi rời khỏi pháp trường với thi thể Trần Bình Bình trong tay, y cũng không hề liếc mắt nhìn nam nhân trên hoàng thành kia. Tính ra, đã mấy tháng hoàng đế và y chưa gặp nhau. Hoàng đế bệ hạ im lặng nhìn Phạm Nhàn, không hề bất ngờ trước cảm xúc hiện lên trên khuôn mặt y, dù không cho phép các thần tử thể hiện bất kỳ cảm xúc nào trái ngược trước mặt mình, nhưng không có nghĩa là ngài không chấp nhận con trai ruột thịt yêu quý nhất của mình thể hiện tính cách thật hay vẻ cứng đầu trước mặt ngài. Bầu không khí im lặng trong ngự thư phòng không kéo dài lâu. Phạm Nhược Nhược nhẹ nhàng cúi đầu với hoàng đế rồi mỉm cười với huynh trưởng sau đó rời khỏi phòng để lại không gian yên tĩnh cho đôi quân thần hôm nay cô ở lại chỉ để phạm nhàn an tâm giờ mục đích đạt được tất nhiên cô phải lui ra để hai người có thể nói chuyện riêng tư trẫm vẫn luôn suy nghĩ tại sao trẫm lại khoan dung với ngươi như thế hoàng đế nhìn phạm nhàn chậm rãi nói chắc chắn không phải vì những công trạng ngươi từng lập cho đại khánh cho đến hôm qua trẫm mới hiểu rõ hoàng đế bình tĩnh nhìn hắn trẫm nghĩ chúng ta không cần nhiều lời vô bổ đây là một số hồ sơ ngươi có thể xem qua trong câu chuyện này khánh đế và phạm nhàn từng vô số lần thể hiện diễn xuất thượng hạng nhưng hôm nay trong ngự thư phòng khánh đế không giả bộ gì cả chỉ nói thẳng ra những lời đó lời nói tuy đơn giản nhưng phạm nhàn hiểu rõ ý nghĩa ẩn sau y biết trên bàn kia chỉ là bằng chứng trần bình bình từng âm mưu sát hại mình như vụ huyền không miếu như vụ sơn cốc tất cả liên quan đến chuyện tách bạch trong quá khứ theo kế hoạch của ông lão đã khuất lúc này phạm nhàn phải thể hiện vẻ kinh ngạc đau buồn rồi quay trở lại bên hoàng đế nhưng không hiểu sao nhìn thấy vẻ tự tin bình thản của hoàng đế cơn giận giữ trào dân khiến y đau đớn không muốn diễn tiếp phạm nhàn ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào con người quen thuộc nhất lại xa lạ nhất rất lâu không cử động hít một hơi thật sâu dù chưa đến cuối thu trong thư phòng thâm cung lò sưởi tối màu đã bắt đầu tỏa hơi ấm, không khí hơi khô, từ mũi miệng thấm vào phổi, khiến ngực hơi nhói đau. Phạm Nhàn nhìn khuôn mặt hoàng đế bệ hạ trước mặt, chợt nhớ tới biết bao chuyện, biết bao người. Trận phong ba trong thánh quốc bắt đầu từ mấy chục năm trước, bụi bặm dần lắng xuống, nhưng vẫn còn cặp phụ tử ở ngay tâm bảo. Thái độ của Phạm nhàn đối với hoàng đế rất khó nắm bắt, thậm chí ngay cả chính y cũng không thể giải thích rõ ràng. Từ Đạm Châu đến Kinh Đô, thoáng qua Khánh Miếu, lần đầu gặp ở quán trà bên thái bình biệt viện rồi biết được bức họa trong cung thực ra phạm nhàn đoán ra thân thế thật sớm hơn bất cứ ai dù là phạm thận kiếp trước hay phạm nhàn kiếp này đều là kẻ không cha không mẹ nhưng rơi vào khánh quốc có thêm mẹ là diệp khinh mi sau này mới hay còn có cha nhưng máu mũ ruột thịt không đủ để phạm nhàn khi đó coi hoàng đế là thân phụ khi ấy phạm nhàn cứ mãi diễn kịch diễn hay lắm vì không ai biết y có một linh hồn hoàn toàn khác vì thế Y đánh lừa được bất cứ ai, kể cả hoàng đế. Thời gian trôi qua, Phạm Nhàn dần nghi ngờ vụ án xưa ở Thái Bình biệt viện, đề phòng và sợ hãi trước hoàng đế, nên càng diễn cẩn trọng và tinh tế hơn. Nhưng sau bao năm, nếu Diệp Kinh Mi là linh hồn song hành dấu trong lịch sử, khiến Phạm Nhàn cảm thấy gần gũi thân thiết, thì hoàng đế dùng thời gian, ân sủng, lòng tin, mưu mẹo để tiếp cận cuộc sống của Phạm Nhàn, khiến y dần hoang mang. Không thể phủ nhận, hoàng đế dành cho phạm nhàn lòng tín nhiệm và khoan dung hiếm thấy trong cuộc đời lúc đầu có lẽ hoàng đế chỉ muốn sử dụng y nhưng dần dà thái độ của hoàng đế với phạm nhàn đã thay đổi nhất là sau biến cố khánh lịch năm thứ bảy phạm nhàn có được địa vị và thế lực ngày nay phần lớn nhờ sự sủng ái của hoàng đế đã vượt xa thái tử và nhị hoàng tử ngày trước đội quân thần thường bàn chuyện triều chính trong cung tâm sự trong thư phòng phạm nhàn vẫn che giấu nhiều điều vẫn diễn kịch nhưng cũng nhận ra rõ ràng thái độ của hoàng đế với mình. Vì thế, sau khi biết sự thật về Thái Bình biệt viện, ba năm qua Phạm Nhàn luôn dây dứt. Mặc dù chuẩn bị nhiều mặt, nhưng y chưa thể yên tâm. Một là biết hoàng đế như ngọn núi tuyết khó lay chuyển, hai là mỗi đêm tự hỏi mình nên đứng ở khe hở nào, tỏa sáng thế nào, và nên chọn con đường nào. Y muốn lựa chọn con đường thứ ba hạn chế đổ máu, cho nên Y vẫn luôn nỗ lực làm tiên phong cho vị đế vương này, bôn ba cho triều đình đại khánh này bận rộn lo liệu hoàn toàn trái với bản tính của y khi chỉ mong bất cứ chuyện gì đều có một kết cục ôn hòa và sáng lạng. y muốn để trần bình bình và phụ thân có thể về hưu an nhàn nhưng kết cục tất cả chỉ là ảo ảnh phạm nhàn rất thất vọng thậm chí tuyệt vọng chua xót và mệt mỏi y không còn muốn diễn nữa xem kỹ những phong hồ sơ trên bàn phạm nhàn ho nhẹ hai tiếng nghĩ rằng lần hít sâu kìm nén cảm xúc trước đó đã khiến lá phổi chịu thương tích của mình tái phát. Hoàng đế bệ hạ im lặng nhìn y, cũng ho nhẹ hai tiếng. Hai cha con kỳ lạ này dường như công nhận thực lực của nhau, cũng có những cảm xúc phức tạp, thậm chí cả thương tích cũng giống nhau, nói lên rằng hai người họ thực sự rất giống nhau. Theo tính toán của Trần Bình Bình, có lẽ lúc này Phạm Nhàn phải thể hiện vẻ mặt không thể tin được, trung rẩy, giận dữ nhưng bàn hoàng rồi hét lớn với hoàng đế rằng, ta không tin lão viện trưởng làm chuyện này. Tại sao lão ta lại làm thế? Rồi hoàng đế sẽ ôn tồn mà lạnh lùng giải thích rằng những năm cuối đời Trần Bình Bình sống vì mục đích gì, lão căm thù lý gia sâu đậm đến mức nào, tất cả mọi hành động tốt đẹp của lão đối với ngươi chỉ là giả dối, lão muốn hủy diệt khánh quốc trong hỗn loạn do mâu thuẫn giữa hai cha con chúng ta gây ra. Rồi Phạm Nhàn sẽ bày tỏ vẻ không tin, thậm chí tức giận trách hoàng đế rằng, tất cả đều do ngươi giả mạo. Trần Bình Bình không phải người như vậy. Rồi bỏ đi trong giận dữ, về phủ trầm tư nhiều ngày, mới thực sự hiểu được tâm can hoàng đế và sự độc ác của Trần Bình Bình. Đó mới là kịch nghệ cung đình chuẩn mực, mới là những bước ngoặt cần thiết mà các nhà soạn kịch cần có. Xung đột tình cảm cuối cùng sẽ nhường bước trước sự thật vững chắc, lòng tin giữa quân vương sẽ hàng gắn, hai cha con gác lại hiềm khích, trèm lên, chuông vang, mở ra cảnh thiên triều rực rỡ trên sân khấu lịch sử. Nhưng mà phạm nhàn không có biểu lộ gì chỉ để lại những hồ sơ trên bàn hơi cúi đầu không nói lời nào như đang suy nghĩ điều gì rất quan trọng hoặc chỉ là quá mệt mỏi mệt mỏi vì vào cung hôm nay đã khiến y kiệt sức hoàng đế im lặng nhìn y mắt từ từ hiếp lại ánh mắt dần sáng lên rồi lại tối dần thất vọng hiện rõ rồi chuyển thành bình thản hay lạnh lùng vậy ra ngươi vẫn luôn biết những chuyện này hoàng đế nhìn đứa con tư sinh yêu quý nhất lạnh lùng nói trẫm vẫn cảm thấy kỳ lạ ảnh tử theo sát ngươi, chắc chắn ngươi không thể không biết chuyện này. Ngươi hẳn đã sớm biết chuyện huyền không miếu do lão chó già đó gây ra. Trẫm cũng tự hỏi, nếu ngươi thật sự diễn theo những gì trong hồ sơ, một khi được hỏi vì sao Trần Bình Bình phản bội, trẫm thật sự không biết phải trả lời thế nào. Đầu ngón tay Phạm Nhàn rung lên nhẹ nhẹ, nhạy cảm phát hiện tâm trạng hoàng đế đã thay đổi rất lớn, nhưng vẻ mặt vẫn không hề thay đổi. Ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đối phương, Giọng khàn khàn nói, thật ra ta luôn biết. Hoàng đế hiếp mắt nhìn y, một tia lạnh lùng hiện rồi lặng ngay tức thì. Phạm nhàn liếm đôi môi hơi khô, cố nén xúc động trong lòng, bình tĩnh nói, hơn nữa ta luôn cố gắng, không để máu đổ trong quá khứ nuốt chửng hiện tại. Từ khi quyết tâm như vậy, ta đã biết đó là lựa chọn ngây thơ tột cùng. Chỉ có điều sau trận chiến sinh tử với Yến Tiểu ất cách đây 3 năm, ta mới hiểu ra, cuộc đời vẫn cần phải cố gắng làm điều gì đó, cho dù bị người khác chê cười là ngây thơ đương nhiên làm việc ngây thơ thường dễ thất bại nhưng mà y nhìn hoàng đế nói mọi việc vĩ đại trong giai đoạn đầu chẳng phải đều thể hiện chủ nghĩa lý tưởng ngây thơ đến mức bị chê cười hay sao chẳng hạn như năm đó bệ hạ và mẫu hậu đã thề ước điều gì trên bãi biển đạm châu hoàng đế vẫn im lặng nhìn y mắt dần sáng lên từ lúc phạm nhàn nói biết nói cố gắng Ngài đã tin tưởng biết được đứa con trai mà mình hiểu rõ nhất suốt những năm qua muốn đạt được mục đích gì. Không hiểu sao, vị hoàng đế quen với vẻ lạnh lùng bỗng cảm thấy ấm áp trong lòng, có lẽ đó là điều tốt, nhưng cảm giác ấm áp đó thường qua đi rất nhanh. Ông ấy đã đi rồi, không còn để tâm đến chuyện xưa, vậy tại sao ngươi lại? Phạm Nhàn hờ hững nhìn hoàng đế, giọng khàn khàn, tại sao nhất định phải giết ông ấy? Đương nhiên là nói về Trần Bình Bình. Phạm Nhàn không hét lên, không giận dữ trách móc, chỉ tràn ngập nỗi bi thương, bất lực, còn có sự oán hận không che giấu. Y đờ đẫn nhìn đôi mắt hoàng đế, hoàng đế cũng bình tĩnh nhìn lại. Sau một hồi im lặng, hoàng đế mỉm cười, nụ cười lạnh giá, thất vọng và sắc bén. Ha ha, hoàng đế hiếp mắt nói, trẫm đã giết lão ta sao? Hoàng đế đập mạnh xuống chiếc bàn cạnh đó, không làm vỡ nhưng đủ khiến giấy bay tán loạn. Ngài nhìn phạm nhàn, giận dữ trầm giọng của trách, điều khiến trẫm tức giận nhất là chuyện này trẫm đã cho lão ta con đường sống nếu không từ đạt châu quay lại trẫm có thể coi như chuyện cũ chưa hề xảy ra nhưng cuối cùng lão vẫn trở lại một mình lão ta ép trẫm giết lão ánh mắt hoàng đế lạnh băng như núi tuyết trẫm chỉ có thể làm theo ý lão hàng chục năm qua trẫm chưa bao giờ tin tưởng ai nhưng đã từng tin lão ấy thậm chí trẫm còn nghĩ có thể coi lão ta là bằng hữu vẫn cho lão ta cơ hội cuối cùng nhưng lão ta không hề cho trẫm cơ hội nào. Hoàng đế thở sâu, ngữ điệu bình tĩnh nhưng đầy vẻ lạnh lẽo đáng sợ, dù sao nô tài vẫn là nô tài. Nghe hai chữ nô tài cùng sự oán hận, khinh bỉ không che giấu được, trước mắt Phạm Nhàn thoáng hiện lên hình ảnh lão thọc ngồi trên xe lăn màu đen. Y nhìn chầm chầm hoàng đế, giọng nói cay đắng như dao cắt, nghiến răng nói, lỗi lầm thế gian đều do người khác, tất nhiên bệ hạ anh minh thần võ, có điều thần vẫn không rõ, năm đó vị mẫu thân đáng thương của thần, rốt cuộc chết thế nào? Hoàng đế lạnh lùng, hoàn toàn không phản ứng trước câu nói tru tâm của Phạm Nhàn. Ngài chỉ hiếp mắt khinh bỉ nhìn y, nói, kể cả lão chó già đó, tất cả kẻ thù của ta đều mong chờ cảnh tượng hôm nay trong ngự thư phòng. Ngươi không làm họ thất vọng, chỉ khiến trẫm hơi thất vọng. Ngu xuẩn như ngươi, vô phương cứu chữa. Phạm Nhàn nhắm mắt rồi mở ra, đôi mắt đã lấy lại bình tĩnh, nói, chỉ là có quá nhiều chuyện thần suy nghĩ mãi không hiểu. Chuyện không hiểu thì đừng nghĩ nữa. Giọng điệu hoàng đế lạnh nhạt, rõ ràng ngài hơi thất vọng về Phạm Nhàn hôm nay. Câu hỏi về cái chết của Diệp Khinh Mi bị bệ hạ vô thức vùi sâu trong tâm trí, không để nó trồi lên. Ngài nhìn Phạm Nhàn, lạnh lùng nói, "Trước mặt trẫm, ngươi vẫn là thần tử." Nghĩ nhiều quá, tất nhiên trẫm sẽ không để ngươi tiếp tục suy nghĩ. Đây không phải lời đe dọa mà chỉ là sự thật giống như nhận xét của trưởng công chúa về phạm nhàn ngày trước y vốn lạnh lùng nhưng thực chất đa tình quá nhiều điểm yếu để tấn công chỉ là khi ấy trưởng công chúa không cần bắt lấy điểm yếu của phạm nhàn nữa còn bây giờ hoàng đế muốn siết chặt phạm nhàn trong tay cũng không phải việc khó nghe câu nói lạnh lẽo đó phạm nhàn đứng thẳng người dùng thái độ chưa từng có trước mặt hoàng đế trực tiếp nói những năm qua bệ hạ đối đãi thần rất tốt trong lòng thần biết rõ hôm nay trong thư phòng hai cha con không diễn kịch mà nói những điều muốn nói nhất, đặc biệt là Phạm Nhàn, lần đầu kiên định đứng thẳng người, từ từ kể lại quan hệ giữa y và hoàng đế trong những năm qua, tới chỗ thành tâm, cả lò sưởi trong phòng cũng dường như cảm thán, khói hương quằn quại, như không đành chứng kiến sự chia cắt của hai cha con. Chỉ có Phạm Nhàn mới biết những điều tốt đẹp Khánh Đế dành cho mình. Nếu người đứng trước mặt Khánh Đế nói những điều này là thái tử, nhị hoàng tử hay đứa con trai khác trong lý gia, chắc đã chết từ lâu nhưng phạm nhàn vẫn sống có lẽ khánh đế vốn vô tình đối xử tốt với phạm nhàn cũng không hẳn là thâm tình nhưng so với những người khác tình cảm dành cho phạm nhàn là nhiều nhất nghe phạm nhàn bình tĩnh kể lại hoàng đế cũng dần ngồi thẳng rồi mệt mỏi vẫy tay nói trẫm không giết ngươi không phải không đành hoàng đế nhắm mắt im lặng một lúc rồi nói chuyện năm đó trẫm không muốn giải thích gì với ngươi nhưng trẫm nghĩ có lẽ họ vẫn ở trên trời nhìn xuống còn ngươi là con trai trẫm và mẹ ngươi có lẽ ngươi như đôi mắt họ để lại nhân gian. Trẫm không giết ngươi chỉ để chứng minh với ngươi và những ai quan tâm ngươi rằng, trẫm mới đúng. Ngài mở mắt, lạnh lùng nói, còn họ, tất cả đều sai. Phạm nhàn cúi người, thi lễ rất sâu, đáp, thần sẽ ở lại kinh đô, chứng kiến sự nghiệp vĩ đại của bệ hạ. Y không cảm tạ ân huệ không giết của hoàng đế, vì không cần cảm tạ. Hoàng đế để y sống, tất nhiên y sẽ sống tốt, mở mắt thay dịp khinh mi, thay trần bình bình và nhiều người xưa nhìn nắm tất cả ngươi sẽ ngoan ngoãn ư hoàng đế nhìn con trai bỗng cười lớn rồi lạnh lùng nói trẫm không tin ngươi cũng không tin nhưng trẫm không cho rằng ngươi không thành thật là khuyết điểm chỉ hy vọng ngươi không quá đáng đến mức trẫm không thể khoan dung ở lại kinh đô đi hoàng đế nhìn y mệt mỏi nói dạy học trong thái học cũng tốt đừng đụng vào việc giám sát viện và nội khố nữa trẫm không muốn tốn nhiều tâm sức vào ngươi nữa lời nói đã rõ ràng hoàng đế cho phạm nhàn cơ hội sống sót cuối cùng nếu y chịu ngoan ngoãn dù là mối đe dọa về sinh mệnh nhưng không biết vì sao trong lòng phạm nhàn lại cảm thấy bàng hoàng vì y không ngờ cuối cùng hoàng đế lại đưa ra quyết định như vậy hoàng đế nhìn phạm nhàn bằng ánh mắt phức tạp đột nhiên trong lòng buồn bã nghĩ tới bờ biển đạm châu nhớ tới hai chữ phụ hoàng mà phạm nhàn bật thốt lên ngài im lặng một hồi rồi nói sau này không có chuyện gì cũng có thể vào cung thỉnh an khi không có ai khác, trẫm cho phép ngươi gọi trẫm là Phụ Hoàng. Lúc này trong thư phòng chỉ còn hai cha con, hoàn toàn tĩnh lặng, thân thể phạm nhàn hơi cứng đờ, nghiêm túc đáp, vân thưa, bệ hạ. Không ai biết hoàng đế và phạm nhàn nói gì trong ngự thư phòng, nhưng khi phạm nhàn bước ra vẫn bình an, không hóa thành vong hồn, khiến phần lớn người trong cung thở vào nhẹ nhõm. Hoàng đế không hạ chiếu chỉ phục chức cho phạm nhàn, thậm chí không cả ám chỉ phong thưởng, thay vào đó vài chiếu chỉ đã chuẩn bị từ trước được ban ra ngay khi phạm nhàn vừa rời thư phòng triều đình và lục bộ tam tự tiếp tục tăng cường thanh tẩy giám sát viện và nội khố các chiếu chỉ triệu tri châu tô châu thành giai lâm thông phán giao châu hầu quý thường nội khố chuyển vận ti tô văn mậu về kinh cũng được ban đồng thời ý chỉ bổ nhiệm ngôn băng vân làm viện trưởng giám sát viện cũng được đưa ra càng nhanh chóng rõ ràng đây là chuẩn bị từ trước của cung đình dù không giết phạm nhàn Hoàng đế vẫn có nhiều cách nhốt y trong kinh đô, không cho phép hành động thiếu suy nghĩ. Còn việc Phạm Nhàn bí mật liên lạc với bên ngoài có trở thành quân cờ để mặc cả với hoàng đế hay không, phụ thuộc vào việc hoàng đế có nhạy cảm và mạnh mẽ để hành động sớm hay không. Và thực tế, không ai mạnh hơn hoàng đế về hai điểm này. Phạm Nhàn mặt mày sa sầm ra khỏi cung, Hồng Trúc cẩn thận theo sau, cảm thấy hơi sợ hãi bám sát bên người y. Được Hồng Trúc dẫn đường, phạm nhàn im lặng bước ra khỏi hoàng cung dọc đường cung nữ và thái giám đều cúi chào chỉ trừ một vài người mới vào cung chưa kịp phản ứng bị các vị tiền bối dạy dỗ nhưng phạm nhàn không để tâm chỉ một mực bước đi mọi người trong cung thấy hồng trúc đi trước mặt phạm nhàn nghĩ rằng bệ hạ để tiểu hồng công công phục chức chắc là để làm ngứa mắt tiểu phạm đại nhân nhưng ngoài dự đoán phạm nhàn không hề cay nghiệt với hồng trúc thậm chí còn trò chuyện thoải mái hồng trúc vẫn giữ vẻ khiêm tốn hai người có vẻ hòa thuận lạ thường tiểu phạm đại nhân và tiểu hồng công công đều không phải kẻ tầm thường mọi người thấy vậy đều thở dài chỉ có những ai khéo léo che giấu cảm xúc thật mới có thể sống sót và thăng tiến giữa biến động triều đình thực tế đôi khi rất kỳ diệu trong mắt mọi người cuộc đối thoại giữa phạm nhàn và hồng trúc khi rời cung chỉ là diễn kịch cho mọi người xem nhưng không ai ngờ hai người thật sự đang nói chuyện giọng nói của họ rất nhỏ vẻ mặt tự nhiên diễn xuất rất tốt vai trò của mình nhưng nội dung lại khá bất thường mấy hôm nay bệ hạ rất thích các món ăn hồng trúc cúi đầu nói thái y viện kiểm tra rồi toàn nguyên liệu bổ dưỡng loại tốt nhất phạm nhàn mắt nhìn thẳng phía trước không nhìn hồng trúc chỉ ưa nhẹ không lộ vẻ mặt ba năm trước phản loạn dần lắng xuống hồng trúc bị đưa ra khỏi cung ban đầu phụ việc trong bếp ăn vốn từng vinh hoa lại thông minh có phạm nhàn giúp đỡ cuộc sống của hồng trúc dần ổn định và có được quyền lực sau này dù theo đới công công nhưng ảnh hưởng của hồng trúc đối với bếp ăn vẫn không giảm những gì hồng trúc nói với phạm nhàn chính là bí mật riêng của bọn họ nói chính xác là bí mật riêng của phạm nhàn vì ngay cả hồng trúc cũng không biết tại sao phạm nhàn lại can thiệp vào thực đơn của bếp ăn dâng lên hoàng đế hồng trúc không lo phạm nhàn hạ độc vì điều đó không thể xảy ra trong cung đình tất cả độc dược chậm hay nhanh đều được kiểm tra kỹ càng thử nghiệm trước khi dâng lên. Hơn nữa, các nguyên liệu do Hồng Trúc bổ sung vào thực đơn đều được thái y viện khen ngợi, đặc biệt là rau cần phương nam có tác dụng thanh nhiệt, giải khát nên được đưa vào bữa ăn hàng ngày của hoàng đế. Không độc là yêu cầu cơ bản, Hồng Trúc không rõ hoàng đế có vấn đề gì về sức khỏe nhưng thấy thái y viện chú trọng rau cần có tác dụng thanh nhiệt, chữa khác, chắc trong người hoàng đế có nội nhiệt. Hồng Trúc liếc nhìn Phạm Nhàn, không đoán được suy nghĩ thật sự của y trong hoàn cảnh hiện tại. Phạm Nhàn vẫn lo cho sức khỏe của Hoàng đế, liệu có phải là một bầy tôi trung thành, hiếu thảo. Nhưng tiếc rằng tính cách Phạm Nhàn khó có thể bỏ qua cái chết của Trần Lão Viện Trưởng, cũng khó mà chiếm được niềm vui của bệ hạ. Đường từ ngự thư phòng ra khỏi cung không xa, nhưng trước đó Phạm Nhàn được phép đến xấu phương cung thăm nghi quý tần và tam hoàng tử nên Hồng Trúc dẫn y đi vòng về phía nội cung. Có lẽ vì từ nay, Phạm Nhàn sẽ thật sự trở thành người nhàn tản ở Kinh Đô, hiếm có cơ hội vào cung nữa đến ngoài xấu phương cung phạm nhàn nghe thấy tiếng cười nói của các cung nữ trẻ tuổi bên trong nhíu mày tự hỏi sao cung đình đột nhiên náo nhiệt thế quay lại hỏi hồng trúc hôm nay các phu nhân tiểu thư đường quốc công vào thỉnh an à sao lại đông người thế là tú nữ chờ tuyển do tháng sau các châu quận mới đưa người vào nên phải ở lại cung một thời gian hôm nay có lẽ nghi quý tần triệu kiến dạy dỗ một chút điều lệ hồng trúc nhỏ giọng đáp phạm nhàn nghe tin vẻ mặt khẽ giật mình trong chốc lát chưa kịp hoàn hồn mấy ngày qua bị giam ở phủ rồi bận rộn âm mưu nên hoàn toàn không chú ý đến tin đồn tuyển tú trong kinh y mới biết bây giờ hóa ra hoàng đế định lấy thêm vợ giống như nghi quý tần và tam hoàng tử phạm nhàn nhanh chóng nhận ra ý nghĩa phía sau việc tuyển tú y nhíu mày biết không chỉ mình hành động hoàng đế cũng vậy và một khi đã hành động là hoàng đế chỉ ngay tới đời sau đưa ra cảnh cáo mạnh mẽ nhất cho mình trong lòng y thoáng ấy nấy và có lỗi với mẹ con nghi quý tần trong cung. Trên đời hiếm người nào thực sự tin tưởng một đại thần ngoài cung như vậy. Niềm tin hiếm có ấy giờ đây vì y mà phải đối mặt nguy hiểm. Phạm Nhàn trong lòng không yên. Thấy Phạm Nhàn đứng im trước sáu phương cung, Hồng Trúc tưởng y e ngại gặp tú nữ nên không tiện vào thăm nương nương và tam hoàng tử, bèn hỏi nhỏ là lỗi của tiểu nhân hay ngày khác đại nhân lại tới. Phạm Nhàn cười đáp, sao lại không vào? Không hợp lễ nghi sao? Ta chẳng bao giờ là người gò bó lễ nghi cả. Bệ hạ đã ra chiếu chỉ, ta đến thăm, nếu hôm nay không vào, ai biết ngày sau còn có dịp vào cung nữa hay không. Nói rồi Phạm Nhàn bước vào trong. Hai thái giám canh cửa mới tới theo các tú nữ, không biết y là ai nhưng thấy nam nhân trẻ tuổi đi thẳng vào cung cũng giật mình. Tuy không biết Phạm Nhàn nhưng được ở trong cung tất nhiên là người thông minh, không dám cản trở. Một người đi sau Phạm Nhàn hạ giọng thỉnh an một người chạy vào báo vừa bước vào sấu phương cung nghe thấy tiếng xôn xao sửa sang y phục nhưng phần nhiều là những ánh mắt tò mò phạm nhàn đến quá nhanh vị thái giám kia chưa kịp nói gì các cung nữ trong cung cũng chưa kịp chuẩn bị gì y đã bước vào trong cung lập tức vô số ánh mắt chăm chú nhìn về phía y bầu không khí khánh quốc tương đối cởi mở dù lúc này đang ở trong thâm cung phải giữ lễ nghi nam nữ nhưng đột nhiên thấy một nam nhân trẻ tuổi bước vào các cung nữ tú nữ này cũng chỉ hạ giọng kinh hô vài tiếng chứ không thẹn thùng đến mức phải chết đi hay khóc lên như kẻ biến thái trong không khí bối rối bị kìm nén phạm nhàn cười ôn hòa một tiếng nghiêm trang thi lễ với nghi quy tần đang đứng ở chính giữa nói hôm nay chỗ của tiểu di thật đông vui cách xưng hô này cực kỳ thiếu lễ phép chỉ có điều hôm nay phạm nhàn đã chính thức tuyên bố với hoàng đế trong ngự thư phòng dù bị hoàng đế nắm chặt điểm yếu nhưng trong tâm tính y cũng không còn muốn che giấu điều gì quát ra một khí phách nhàn tản không còn bận tâm điều gì nghi quý tần là muội muội của liễu thị hồi mới vào cung cô rất thích nam nhân như tạc từ ngọc thạch này hiện giờ phạm nhàn đã trưởng thành mối quan hệ giữa hai người rất mật thiết khi xưa nghi quý tần thường bảo phạm nhàn gọi mình là gì nhưng không ngờ hôm nay trong cung người đông đúc như thế phạm nhàn vẫn gọi như vậy nghi quý tần mỉm cười nói đã lớn tuổi như vậy mà vẫn không biết lớn bé lời nói có vẻ không hài lòng nhưng thực chất chỉ là nhắc nhở và thăm dò phạm nhàn nhìn cô lắc đầu mỉm cười hai hàng mi của nghi quý tần lộ rõ vẻ lo lắng biểu hiện của phạm nhàn hôm nay quá kỳ lạ có vẻ cuộc nói chuyện trong ngự thư phòng tuy không đến kết cục tệ hại nhất nhưng cũng chẳng có điều gì tốt lành nghĩ tới đây trong lòng nghi quý tần như bị một tảng đá đè nặng cố nén nỗi lo gượng cười nói sao hôm nay lại nghĩ đến chuyện vào cung mục đích phạm nhàn vào cung ai cũng biết đây chỉ là câu nói xã giao phạm nhàn giải thích qua loa vài câu ngay lúc này tĩnh nhi đã mang tú cái bàn theo lại vốn là tiểu cung nữ nay đã trở thành đại cung nữ có thâm niên và uy quyền nhất trong sáu phương cung phạm nhàn nhìn khuôn mặt thanh tú của cô mỉm cười trò chuyện qua loa vài câu trước khi nghiêm túc nói với nghi quý tần ngoài chuyện gặp mặt hoàng đế bệ hạ còn sai ta đến xem bài vở của tam điện hạ nét lo âu trên khuôn mặt nghi quý tần càng sâu thầm nghĩ đây chẳng phải là đến từ biệt sao chỉ có điều tiểu thư phạm gia đang ở trong cung phạm phủ có hàng trăm người phạm nhàn không lẽ lại thật sự bỏ đi trong lúc nhất thời cô có nhiều điều muốn hỏi phạm nhàn nhưng trước mặt đám tú nữ tò mò nhìn chàng trai trẻ này cô cũng không thể hỏi ra miệng trong lòng nghi quý tần rất bực bội ước gì có thể đuổi hết những thiếu nữ mười mấy tuổi kia ra khỏi cung phạm nhàn nhận ra vẻ mặt của cô biết nghi quý tần đã hiểu lầm ý mình bèn cười nói điện hạ đang ở đâu đây chỉ là cái cớ để rời khỏi nơi này dù sao ngồi cùng một phòng đầy những phi tần tương lai của hoàng đế tức là những bà mẹ kế trẻ tuổi của mình phạm nhàn chỉ muốn qua đây để xem thử ý định tuyển tú mà thôi chứ không muốn ở lại đây lâu bình nhi ở phía sau ngươi tự đi đi nghi quý tần hơi đau đầu nhìn phạm nhàn lắc đầu cung nữ tỉnh nhi mỉm cười nhìn phạm nhàn dẫn y đi về phía sau Hồng Trúc bám sát theo sau một bước không rời. Cách bước đi này khiến người khác có cảm giác hoàng đế bệ hạ đã phái Hồng Trúc đến để theo dõi. Khi Phạm Nhàn bước vào điện, không khí trong sân lập tức trở nên dịu đi. Ngay từ khoảnh khắc vị đại thần trẻ tuổi này xuất hiện, hơn 10 thiếu nữ xinh đẹp sau phút ban đầu hơi bối rối đã nhanh chóng cố gắng giữ bình tĩnh, nỗ lực thể hiện khí phách cao quý trước mặt vị đại thần trẻ tuổi anh tuấn kia, có điều nhìn khuôn mặt tuấn tú. Khí chất phong nhã của y những thiếu nữ mới chỉ từ 14, 15 tuổi ngày thường hiếm khi ra khỏi cửa, làm sao mà hoàn toàn bình tĩnh cho được. Điều khiến các cô tò mò là tại sao một người trẻ tuổi ăn mặc giản dị như vậy lại có thể đi lại tự nhiên trong cung điện nghiêm ngặt. Nghe đoạn đối thoại giữa ngài và quý phi, bất kỳ thiếu nữ nào tinh ý một chút cũng đều đoán được, hóa ra đó chính là tiểu phạm đại nhân. Không thể kiềm chế được, khuôn mặt vốn đã đẹp đẽ tới không giống phàm nhân, giờ đây trong mắt các thiếu nữ càng thêm rạng người, cho dù là gan dạ hay nhu mì trực tiếp hay lén lút đều nhìn phạm nhàn thêm vài lần lúc này phạm nhàn rời đi cuối cùng có một thiếu nữ dũng cảm lại đi ra từ đường quốc công thoáng hưng phấn hỏi nương nương vị này chính là tiểu phạm đại nhân được quý phi gật đầu xác nhận các thiếu nữ không nhịn được nhỏ giọng bàn tán dù sao cũng còn là những thiếu nữ chịu nhốt trong cung mấy ngày bất ngờ gặp được vị tiểu phạm đại nhân huyền thoại khó trách các cô hào hứng như vậy thậm chí quên cả lời dặn dò của gia đình trước khi vào cung cũng như của các ma ma trong cung. Có điều vẫn có vài thiếu nữ tâm khí cao ngất, bình thản ngồi một bên. Từ trang phục của Phạm Nhàn, các cô nhận ra điều gì đó khác thường, hơn nữa họ vẫn coi thiếu nữ họ Phạm trong ngự thư phòng là đối thủ lớn nhất. Vì thế, hôm nay nhìn thấy Phạm Nhàn, các cô không hề xúc động, thậm chí có phần cảnh giác. Mọi chuyện đã đến nước này, hoàng đế bệ hạ vẫn để chàng đến sáu phương cung, trên một chiếc xe ngựa bình thường, Lâm Viễn Nhi nhìn Phạm Nhàn bên cạnh có vẻ mệt mỏi, khẽ nói, việc tuyển chọn tú nữ diễn ra đột ngột, thiếp thấy hoàng đế bệ hạ chỉ muốn cảnh cáo chàng chứ không có ý kiến gì với lão Tam, chàng chớ lo lắng quá mức. Khi hai vợ chồng ở riêng, Phạm Nhàn thường gọi hoàng đế bệ hạ là hoàng đế lão tử, Lâm Viễn Nhi gọi nam nhân nuôi nấng mình từ nhỏ là hoàng đế cửu cửu, không đến nỗi bất hiếu, nhưng có đôi chút thú vị gia đình. Hôm nay Lâm Biển Nhi trực tiếp xưng hô là Hoàng đế Bệ Hạ, Phạm Nhàn cũng hiểu tâm trạng thê tử mình rất kém. Cũng là để cảnh cáo các quan trong triều không nên cho rằng sau này Khánh Quốc nhất định thuộc về Lão Tam. Hoàng đế bệ hạ tuổi tuy cao nhưng hùng tâm vẫn còn, không biết hùng phong còn hay chăng. Y cười nói. Chàng nói chuyện gì với thừa bình vậy? Lâm Nguyễn Nhi nhẹ nhàng vén màn xe ngựa lên, ngắm cảnh phố phường Kinh Đô đầu thu bên ngoài. Xe ngựa của Phạm Phủ lăn bánh trên con đường ra khỏi thành, vừa mới ra khỏi Tây Thành, Hướng về phía những trang trại xa xa được bao phủ trong ánh hoàng hôn. Sáng sớm đã vào cung, đến chiều mới trở về phủ, Phạm Nhàn cũng không chần chừ gì, liền leo lên xe ngựa, đi ra trang viên ngoại ô. Ngay trong đêm qua, chiếu chỉ từ cung truyền ra, hoàn toàn chấm dứt việc giám sát Phạm phủ. Mọi người vốn tưởng cuộc chiến tranh lạnh giữa hoàng đế bệ hạ và Phạm Nhàn đã kết thúc, nhưng không ngờ sau khi Phạm Nhàn vào cung kiến giá xong, trong cung vẫn không có tin tức gì về việc phục hồi thậm chí cả chiếu chỉ liên quan cũng không có không nói đến các quan lại trong triều và các thế lực khác đang suy đoán thế nào việc xe ngựa phạm phủ ra cửa vẫn khiến không ít người bất an điều khiến nhiều mọi người ngạc nhiên là chiếc xe ngựa phạm phủ này đi qua trạm kiểm tra của kinh đô một cách thuận lợi chính xác hơn là hoàn toàn không bị kiểm tra chẳng lẽ hoàng đế bệ hạ không lo tiểu phạm đại nhân tức giận rời bỏ kinh đô sao mặc dù trong nhà thiên tử không có chuyện trẻ con giận dỗi bỏ nhà đi nhưng cảnh tượng trên pháp trường hôm trước cùng những tranh chấp thời gian qua khiến mọi người khó đoán được phản ứng của phạm nhàn rất nhiều người lo sợ phạm nhàn sẽ rời bỏ kinh đô nhưng rõ ràng hoàng đế bệ hạ không lo lắng điều đó nếu không đã không rút hết lực lượng giám sát ở phạm phủ cũng không cho phạm nhàn tự do như vậy muội muội còn ở trong cung ý chỉ của hoàng đế bệ hạ cũng đã ban ra những người thân quen sống dựa vào ta đều ở kinh đô làm sao ta ra đi được phạm nhàn nghiêng đầu nhìn cảnh hoàng hôn ngoại thành, nói nhỏ, đón tiểu hoa và lương tử về, chúng ta gắn gượng sống trong phủ thôi. Lòng lâm Nguyễn Nhi chợt trung động, không biết lời nói của Phạm Nhàn là thật lòng hay còn ẩn ý gì khác. Nếu ở lại Phạm Phủ, sống nhàn là theo ý chỉ của Hoàng đế Bệ Hạ, Lâm Nguyễn Nhi hiểu rõ Phạm Nhàn bị ép chấp nhận chiếu chỉ đó vì lý do gì, vì hôm nay Phạm Phủ mở cửa, nhận được một tin cực kỳ không tốt. Hôm đó, lâm nguyễn nhi quyết định phái đằng tử kinh đưa tiểu thư và tiểu thiếu gia đến trang viên ngoại thành họ phạm lo sợ sau này có chuyện gì xảy ra dự định bí mật đưa các con về đạm châu nhưng hôm nay trang viên mới đưa tin đoàn ngựa đưa con cái đến trang viên rồi không thể rời đi được nữa không phải vì có quân đội chặn đường mà là có một thái giám đã chờ sẵn ở đó trong tình huống đó tất nhiên đằng tử kinh không dám làm trái nếu thật sự lén lút tiểu thư và tiểu thiếu gia về đạm châu ai biết trên đường sẽ xảy ra chuyện gì triều đình có thực sự trở mặt cướp hai đứa trẻ này vào cung hay không cũng giống như phạm nhược nhược lông mày phạm nhàn hơi nhíu lại nói rốt cuộc vẫn đánh giá thấp tâm tư kính kẻ của bệ hạ bây giờ nghĩ lại ngày trước nàng quyết định đưa các con về đạm châu vừa xảy ra chuyện trong ngự thư phòng trần bình bình bị đưa đến giám sát viện lúc đó hoàng đế bệ hạ bị thương nặng vậy mà vẫn không quên con cái chúng ta khóe miệng y nhếch lên một nụ cười lạnh lùng đúng là ân huệ vô bờ bến của hoàng đế bệ hạ đối với bọn thần tử chúng ta chúng ta nên cảm tạ ngài lỗi do thiếp sắp xếp không chu đáo lúc đó không nên tới chờ ở trang viên mà phải nghĩ cách đưa thẳng đến đạm châu ngay từ đầu nỗi buồn thoáng qua đôi mắt lâm nguyễn nhi cô cũng không ngờ hoàng đế cửu cửu kia lại lạnh lùng đến thế ngay cả hai đứa trẻ cũng không buông tha lúc đó nàng chỉ có thể liên lạc được nhất sử người của ta phải rải rác ngoài kinh đô muốn đưa về đạm châu cũng không có cách nào phạm nhàn nhẹ nhàng ôm bờ vai hơi gầy của cô an ủi mấy ngày qua nàng đã vất vả lo lắng quá nhiều rồi việc này không liên quan gì đến nàng vị bệ hạ của chúng ta dám lợi dụng cả thần miếu huống chi hai đứa trẻ chàng và thừa bình nói gì trong cung vậy lâm nguyễn nhi thở dài nghĩ bụng cả nhà bị vây hãm ở kinh đô hoàng đế bệ hạ cũng không hề ra vẻ oai phong chỉ riêng thái độ đe dọa nhẹ nhàng như vậy cũng đủ khiến Phạm Nhàn và cô không dám hành động kinh suất. Vì thế, cô chuyển sang câu hỏi trước đó, vì cô cũng biết việc tuyển chọn tú nữ cô, thông minh như cô đương nhiên đoán ra ý định của Hoàng đế Bệ Hạ, nên muốn nghe Phạm Nhàn kể về phản ứng trong xấu phương cung. Có thể nói gì đây? Phạm Nhàn mỉm cười nhạt nhẽo, tiểu thái giám hồng trúc cứ bám sát bên người, hắn ta có ý chỉ của Hoàng đế Bệ Hạ đưa ta ra khỏi cung, làm sao ta và Thừa Bình có thể đá hắn ta ra? Trong câu nói ẩn ý, nhưng Phạm Nhàn vì sự an toàn của Hồng Trúc mà giữ kín bí mật này, ngay cả Tam hoàng tử cũng không biết mối quan hệ thực sự giữa y và Hồng Trúc. Lúc trước trong sáu phương cung, Tam hoàng tử đối xử với Hồng Trúc rất không khách khí. Nhưng cũng đừng lo lắng quá, dù sao mấy năm qua Thừa Bình biểu hiện rất tốt, hoàng đế bệ hạ đâu thể vì mối quan hệ của ta mà làm cho triều đình lại rối loạn. Lông mày Phạm Nhàn nhướng lên, trước mặt Hồng Trúc, ta giáo húng lão tam thậm tệ. Dù sao về sau ta rất khó có cơ hội vào cung nữa, khẩn trương mắng một trận, tốt nhất làm cho Thừa Bình thực sự giận ta thì hơn. Chiếc xe ngựa chạy trên đường lớn, phía tây xa xa trên bầu trời, ánh hoàng hôn chiều kéo theo đuôi dài màu đỏ tí, quét một nét lên ngọn đồi gần đó rồi lại quệt tiếp về phía đỉnh thương sơn mơ hồ xa xôi. Việc này còn giấu được ai nữa? Lâm Nguyễn Nhi tựa vào lòng Phạm Nhàn, cảm thấy tâm trạng nặng nề lạ thường, thốt lên, giả vờ cho Hồng Trúc xem thôi, chẳng lẽ Hoàng đế bệ hạ tin ư? Dù Hoàng đế bệ hạ có tin hay không, sau này ta sẽ không gặp Thừa Bình nữa, cũng không lui tới nửa hẻm quốc công kia. Sau này nàng cũng nên ít vào cung. Phạm Nhàn vuốt mái tóc mềm mại của cô, trầm ngâm một lúc rồi nói, việc riêng của chúng ta, tốt nhất đừng liên lụy đến người khác. Lâm Nguyễn Nhi ngồi thẳng dậy, lặng lẽ nhìn Phạm Nhàn, đáp, chàng muốn Hoàng đế bệ hạ tin rằng Thừa Bình không thật lòng với chàng nhưng đừng quên đại ca vẫn còn ở Đông Di Thành, một ngày chưa đưa các huynh đệ bọn chàng về bên cạnh, hoàng đế bệ hạ sẽ chẳng yên tâm, chuyện tuyển tú nữ há chẳng rõ ràng sao. Không sai, chính là cắt đứt. Phạm nhàn nhìn người thê tử thương yêu, nghiêm túc nói, thật sự cắt đứt, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng liên lụy đến thừa bình. Xưa kia Trần Bình Bình cũng làm như vậy, giờ ta cũng muốn làm thế. Chỉ tiếc là tầm nhìn của ta kém quá xa, nên chuẩn bị muộn màng hơn nhiều. Lâm Nguyễn Nhi bất đắc dĩ thở dài, đáp, theo lời chàng, hoàng đế bệ hạ vẫn muốn thừa bình kế vị, vậy sao còn tuyển tú nữ? Phòng ngừa bất trắc, việc này dễ hiểu thôi. Phạm Nhàn cười đáp, chỉ có điều mang thai 10 tháng, sinh con đâu dễ như vậy. Những tú nữ mới 14, 15 tuổi, muốn làm bà mẹ nhỏ cũng phải chờ đợi ít lâu. Nói tới đây, Phạm Nhàn chìm vào trầm tư. Nghĩ đến vấn đề hùng phong của hoàng đế bệ hạ, nếu tính kỹ tuổi tác, với cảnh giới thân thể của một vị đại tông sư việt nam nữ chắc hẳn không quá khó khăn chỉ có điều tuổi tác đã cao chỉ sợ tinh hoa có phần thưa thớt về hậu quả của công pháp bá đạo không ai hiểu rõ hơn phạm nhàn thêm vào cuộc đàm luận với tứ cố kiếm ở đông di thành phạm nhàn xác nhận kinh mạch trong cơ thể hoàng đế đã không còn bình thường mà thành một loại ống dẫn hay lọ chứa không tắc nghẽn như vậy mới có thể chứa đựng rất nhiều chân khí bá đạo mới có thể một chỉ tay truyền cả nửa hồn vào người khổ hải như trên Đông Sơn, khiến một vị đại tông sư căng đầy tới hết mức. Dù là bá đạo thế nào, vẫn là bá đạo, chỉ đổi tên thành vương đạo, làm sao có thể thay đổi về chất. Nghĩ tới đây, Phạm Nhàn nhíu mày, y đã chứng minh thể chất hoàng đế bệ hạ nóng trong lạnh ngoài, tính tình bất ổn vì nhiệt khí, có lẽ nên dùng nhiều lãnh hương hoàng. Không có lãnh hương hoàng để dùng, vậy ăn thêm rau cần cũng tốt, tỏi gừng thì. Phạm Nhàn hơi cúi đầu, âm thầm nghĩ về chẩn đoán của thái y viện cầu xin ông trời phù hộ để thân thể đại tông sư không khác thân thể phàm nhân là mấy trao cần tỏi gừng đậu phụ đặc biệt là loại đầu tiên có tác dụng tiêu tinh rất mạnh mà kiến thức này chắc chắn chỉ có phạm nhàn biết thái y viện không rõ hồng trúc không hiểu ngay cả hoàng đế cũng không hay còn những hành động ngấm ngầm này liệu tương lai có kết quả hay không còn phụ thuộc vào ông trời có phù hộ hay không chỉ cần hoàng đế không còn con trai nối giỏi vị trí của tam hoàng tử sẽ vững như đông sơn đó là ước vọng của phạm nhàn khiến hoàng đế lão tử không sinh được thêm con nghe có vẻ là một âm mưu độc ác nhưng phạm nhàn không nghĩ vậy bởi hoàng đế đã sinh được ba con trai đã đủ rồi sinh thêm nữa chỉ tạo thêm rắc rối tranh ngôi cho tương lai khánh quốc ít ra không làm cho lý gia đoạn tuyệt hậu duệ nghĩ đến đây phạm nhàn liên tưởng đến trần bình bình không nhịn được mà cười phá vẫn có lòng dân rau cần mà chẳng gặp minh quân. Lâm Nguyễn Nhi hơi ngẩn người, thấy Phạm Nhàn hiếm khi làm thơ lại, nhưng khi đọc kỹ, thơ chỉ nói về nỗi oán hận của bầy tôi. Cô kinh ngạc nhìn Phạm Nhàn, tự hỏi liệu y có thực sự muốn quên đi chuyện lăng trì trước Hoàng Cung, vụ thảm sát ở Thái Bình Biệt Viện cách đây mấy chục năm. Về chuyện Hoàng đế, Diệp Kinh Bình, Bình Bình Tử cùng mấy lão già Phạm Kiến, Phạm Nhàn đã kể hết cho Uyển Nhi. Lúc này Lâm Nguyễn Nhi mới biết sau bức màn hoàng cung ẩn giấu bao chuyện tàn nhẫn và báo thù, nên cô không dám mong Phạm Nhàn sẽ yên phận ở lại phủ làm người nhàn rỗi. Nhưng cô vừa nghe câu thơ ấy. Đang suy nghĩ, xe ngựa đã tới điền trang của họ Phạm, cả họ tộc già trẻ đã sớm nhận tin, đứng ngay ngắn chờ bên ngoài điền trang, chờ đợi thiếu gia và thiếu phu nhân trở về. Mặc dù Phạm Nhàn không còn chức vị nào, nhưng vẫn là trụ cột của họ Phạm, ngoài thù hận ra, y vẫn phải gánh vác những người phụ thân giao phó. Ánh chiều rọi xuống cổng điền trang, tư tư bế Phạm Lương, thuộc ninh mặc áo cánh hoa nhà nông túng lấy ống quần cô, tò mò nhìn cha mẹ từ xe ngựa bước xuống, đứa trẻ ba tuổi đã có thể nhớ được người. Phạm Nhàn nhận lấy Phạm Lương từ tay tư tư, thì thầm vài câu gì đó bên tai cô. Y mỉm cười bảo mọi người trong tộc mau giải tán rồi cầm tay thuộc ninh vào sảnh chính, vừa đi vừa hỏi, gần đây tiểu hoa có ngoan không? Vào sảnh chính, Thục Ninh ngoan ngoãn buông tay cha, nhào tới trong lòng Lâm Viễn Nhi. Tư tư bận rộn sắp xếp chỗ nghỉ đêm, Phạm Nhàn liếc qua thấy một thái giám trong phòng. Y gật nhẹ đầu với thái giám, sắc mặt tên nọ rất bối rối, còn có phần sợ hãi, vội vàng dập đầu với Phạm Nhàn rồi rời khỏi điền trang. Bóng dáng thái giám biến mất sau cửa, đằng tử kinh mới chống gậy đi ra, nhổ nước bọt về phía bóng lưng kia. Chú ý vệ sinh. Phạm Nhàn cười nói, Năm khánh lịch thứ tư đằng tử kinh bị thương nặng khi bảo vệ y, một bắp đùi bị chém, dù sao được chăm sóc tốt hơn nhưng vẫn thường xuyên phải chống gậy. Đằng tử kinh nhìn y xấu hổ nói, thuộc hạ bất tài, không thể đưa thiếu gia, tiểu thư đi. Rồi nói tiếp, định giết tên tiểu thái giám ấy, nhưng sợ dẫn đến rắc rối cho thiếu gia. Đừng coi đó chỉ là tiểu thái giám vô dụng, nhưng hắn đại diện cho bệ hạ, ngươi không thể giết lung tung được. Phạm nhàn đáp chẳng hề để ý rồi vuốt áo hoa thục ninh, cười hỏi đúng là rực rỡ thê tử đằng đại gia bưng trà nóng đi ra ngượng ngùng cười đáp là áo con gái nhỏ của tam tẩu vốn không nên cho tiểu thư mặc chỉ là đằng tử kinh gãi đầu nói những ngày này không có cách nào biết tin tức trong phủ các trưởng bối trong tộc bàn bạc cùng chúng ta nghĩ cách lừa được thái giám kia cũng không khó chỉ sợ dọc đường sẽ có mai phục của triều đình nên định giả trang thiếu niên nông thôn nếu có chuyện sẽ cố gắng đưa đi trốn Phạm Nhàn hơi ngẩn ra, trong lòng máy động, biết mọi người trong tộc Định làm gì, lại nhớ đến vụ huyết án trên sông Lưu Tinh Hà trong Thái Bình biệt viện năm xưa, nếu như thân mẫu của Nhược Nhược muội muội giống như thê tử đằng đại gia trước mắt. Y đang nghe chuyện trên TV audio CV nhíu mày, nói, "Sau này đừng nghĩ lung tung như vậy, làm sao lừa được ai. Đừng làm hại con người ta vô ích." Thấy đằng tử kinh chỉ thuận miệng đáp mà không để ý, Phạm Nhàn thở dài trong lòng, mắng lão nhân trong tộc đúng là hồ đồ, các ngươi sao cũng hồ đồ như thế. Nhưng may là hôm nay Phạm Phủ đã mở cửa, Phạm Nhàn vội vã tới đây nên chuyện gì cũng chưa xảy ra. Giờ nói những điều này cũng vô ích, chỉ có điều nghĩ lại tộc nhân lúc trước đó mình ở ngã tư Điền Trang, dù lạnh lùng như Phạm Nhàn nhưng trong lòng cũng không nhịn được cảm động, chìm sâu vào phiền não. Một mình đi trên đời, tự do tùy ý thù oán, có thể hy sinh máu nóng, vứt bỏ đầu lâu, cũng chỉ đổi lấy mấy chữ không hối hận trần bình bình còn phải đưa các cô nương trong vườn tới đông di thành nhưng bên cạnh phạm nhàn nhiều người thế y có thể đưa bao nhiêu người đi muốn sống một cuộc đời không hối tiếc đâu phải chuyện dễ dàng gia đình họ không ở lại điền trang trong tộc quá lâu chỉ tới nhận con nghỉ lại một đêm ngày thứ hai năm người rời trang viên về kinh giống như hoàng đế từng nói trong ngự thư phòng như trưởng công chúa từng nói với mưu sĩ mệnh môn của phạm nhàn quá rõ ràng chỉ cần nắm lấy điểm ấy dù y có chấp cánh cũng có thể trốn đi đâu. Cho dù có thể trốn thoát, liệu y có muốn trốn hay không? Không trốn chạy, chỉ có đối mặt. Nhưng núi tuyết quá cao, quá lạnh giá. Cầm tay hai con di, Phạm Nhàn cười tươi ngồi trong xe ngựa, đôi lúc nhìn qua cửa sổ về phía ngọn Thương Sơn, phản chiếu ánh bình minh trắng xóa phương đông. Thương Sơn ở phía tây Kinh Đô, cách quan lộ này khá xa, nhưng hùng vĩ vương cao chọc trời. Mới đầu thu nhưng đỉnh núi đã phủ tuyết trắng, mang đến cảm giác xe lạnh cho thế giới còn nhớ hai năm trú đông trên thương sơn không phạm nhàn bỗng hỏi nghe vậy gương mặt lâm nguyễn nhi và tư tư lộ vẻ hạnh phúc hoài niệm năm đầu tiểu tư vẫn bị phạm nhàn cố ý giữ ở phủ cũ trong kinh nhưng năm thứ hai vẫn đi theo đối với những người trẻ tuổi phạm phủ tuyết thương sơn có thể thanh tâm rửa sạch bụi trần đó là thế giới riêng tư đẹp đẽ cách biệt hoàn toàn với kinh đô ở đó Phạm Nhàn có thể bộc lộ những cảm xúc, tình cảm khác với thế giới bên ngoài. Dù là đánh mạc trượt hay tán gẫu, trong tiết trời đông đổ tuyết, cảm giác ấm áp bên bếp lửa luôn khiến người ta nhớ mãi. Trong xe dần im lặng, Lâm Nguyễn Nhi nhớ lại thỉnh thoảng Diệp Linh Nhi và Nhu Gia lên núi, mấy hôm nay Phạm Phủ bị vây, chắc Diệp Linh Nhi lo lắng lắm. Nhu Gia ngoài lo cho Phạm Phủ còn lo cho tỉnh Vương trong cung. Bên tỉnh Vương Gia thế nào rồi? Lâm Nguyễn Nhi lo lắng hỏi. Bệ hạ nguôi giận, tất nhiên sẽ cho về phủ, ngay cả ta cũng không trị tội, huống hồ là hoàng đệ. Phạm nhàn lắc đầu, y nghĩ đến tư triệt, không biết khi hay tin kinh đô xảy ra chuyện, tư triệt ở phương Bắc có gặp rắc rối gì không? Ngồi cạnh Phạm nhàn Thục Ninh chợt nhìn lên đỉnh tuyết thương sơn, miếng môi nói liếu lo, cao thật đấy. Quả thực rất cao, lên đó khó lắm. Phạm nhàn hít mắt nhìn ngọn núi tuyết, hít một hơi thật sâu trong ngọn núi tuyết ấy y có ký ức đẹp nhất thời trẻ cũng có thời gian ngủ trúc dẫn y leo núi nằm tuyết y biết lên đỉnh núi khó như thế nào y có thị lực kinh người đột nhiên trông thấy vài con chim ưng bay vòng lên đỉnh cao nhất dãy thương sơn vô thức chỉ tay cho thục ninh nói nhìn kìa nếu lên được đến đỉnh thật ra đẹp lắm đấy mùa xuân ta trồng nhiều ngô mùa thu có thể thu hoạch được rất nhiều có lẽ trong mắt nhiều người trồng dưa được dưa trồng đậu được đậu do nhân quả, siêng năng bù đắp khuyết điểm là tốt nhất, còn có thể thu hoạch thêm phần thưởng, đó là đạo lý thiên nhiên. Có điều kể từ khi Phạm Nhàn từ Đạm Châu đến Kinh Đô, bán mạng cho Triều Đại Khánh vô số lần, mưu lợi cho bá tánh cũng nhiều, cho dù không phải người đại nghĩa, nhưng tự động hay tự giác đã gieo trồng nhiều phúc đức, chỉ tiếc mùa thu năm thứ 10 khánh lịch, phúc báo đâu cũng chẳng nở hoa kết trái. Mọi chức quan bị tước đoạt, mọi quyền lực bị thu hồi, những người thân yêu đều trở thành con tin gián tiếp y trở thành kẻ trắng tay chỉ có thể làm người rảnh rỗi phú quý nghe ca hát đi dạo phố phường vào bảo nguyệt lâu trong kinh đô nhưng chẳng ai thay y phản kháng bất công cũng không ai dám cầu xin với bệ hạ tất cả quan lại và dân chúng đều thờ ơ nhìn sự việc xảy ra thậm chí còn coi là bình thường thi ân mà không cầu đền đáp phạm nhàn có tầm vóc đó không không ai biết nhưng trong mắt mọi người tiểu phạm đại nhân không tiểu công gia không phạm nhàn từ mùa thu trở đi đã diễn trò nhàn nhã phú quý rất hoàn hảo cả ngày chỉ loanh quanh kinh đô ngâm mình trong bảo nguyệt lâu đồ nghịch con cái trong phủ tán chuyện phiếm với mỹ nhân đọc tiểu thuyết mới in ở đạm bạc thư cục đạm bạc y quán vẫn mở cửa các y quan thái y viện thay phạm nhược nhược hành nghề dân gian không biết đây có phải là điều kiện mà nữ nhân lạnh lùng như băng tuyết kia đưa ra với bệ hạ hay không dù sao tiểu thư nhà họ phạm vẫn ở sâu trong cung phạm nhàn không thể vào thăm đành nhờ thê tử vào cung thăm nhiều lần. Cứ như vậy, yên ổn trôi qua hơn một tháng, Phạm Phủ im tìm đến nỗi người kinh đô gần như quên bẵng Phạm Nhàn trầm lặng đến mức biến mất trong lời đồn của mọi người. Có điều, có một nơi không thể quên Phạm Nhàn, đó là Thái Học. Mặc dù chỉ dụ của bệ hạ đã tước hết mọi chức vị của Phạm Nhàn, nhưng vẫn để lại một chức vụ nhàn rỗi là giáo viên Thái Học. Khoảng 20 ngày trước, có lẽ vì quá chán ngấy cảnh phú quý nhàn rỗi trong phủ, cuối cùng phạm nhàn cũng rời khỏi vùng an lạc bắt đầu đi dạy ở thái học khuôn viên thanh tĩnh của thái học vẫn như xưa tin tức phạm nhàn đi dạy khiến các thái học sinh hứng khởi thường xuyên có hàng trăm người tụ tập trước ao thanh tâm nghe giảng thói quen của phạm nhàn là giảng bài trên bậc thềm đá trước ao thanh tâm vì học sinh đông quá thái học không thể sắp xếp hết nên đành nghe theo ý kiến hồ đồ của y mở lớp ngoài trời có người cho rằng Phạm Nhàn chỉ muốn nhờ mưa thu rào rạc để tiết kiệm đôi chút khẩu lực. Nội dung giảng dạy khá đơn giản, chủ yếu là các trích dẫn từ bộ tổng tập kinh sử do Đại Nho Trang mặt hàng bên Bắc Tề dùng hết tâm huyết biên soạn. Sau nhiều năm nghiên cứu cộng với hỗ trợ cực lớn của Đạm Bạc Thư Cục, Thái học Nam Khánh đã chỉnh lý xong các bộ sách ấy. Phạm Nhàn cũng khá quen thuộc, nên việc giảng giải các trích dẫn không có gì khó khăn. Đương nhiên cách giảng bài của Phạm Nhàn khác với tất cả mọi người, Cơ bản là mỗi lần y đều sắp xếp vài giáo viên chậm rãi giảng giải trước ở ao thanh tâm, tới cuối cùng y mới tự mình ra trận, biện luận với những học sinh bên dưới một phen. Còn nội dung biện luận do có phần đại bất kính cho nên không đồn ra bên ngoài thái học. Hiện giờ dù Phạm Nhàn không còn chức vụ gì, nhưng ít ra trong thái học và trong lòng các học sinh trẻ tuổi, y vẫn là nhân vật đáng kính, có đôi chút đặc quyền. Hôm ấy trời thu mát mẻ, ý thu nồng nàn, Phạm Nhàn lười biến kết thúc một ngày giảng dạy cũng lười để ý đến học sinh vẫn đỏ mặt tía tai cố gắng công kích bằng lời nói, vỗ tay vài cái rồi bước xuống bậc thềm, nói, ta đã nói với các ngươi, kinh, sử, tử, tập ta chỉ học thuộc lòng, chứ không thể giải thích tinh tế ý nghĩa sâu xa được. Ta hiểu đạo lý xuất sư ắt có tiếng, nhưng trên đời đâu có chiến tranh chính nghĩa, chỉ là cái cớ mà thôi. Hùng binh đại khánh ta vì giải cứu thiên hạ. Tên học sinh kia cùng mười mấy bạn thân cố bám theo phạm nhàn cực kỳ bất bình nói. Hôm nay bàn về sự kiện đại ngụy lập quốc, nói đơn giản là hai bên tranh luận về chính nghĩa của chiến tranh, vấn đề này Phạm Nhàn không thể giải thích rõ ràng nhất, cũng cho rằng ít người có thể. Phạm Nhàn lên xe rời Thái học, không đoái hoài đến những học sinh vẫn còn vẫn quất đuổi theo sau. Xe chạy trên đường phố Kinh Đô một lát rồi thoát khỏi không khí náo nhiệt của Thái học, trở lại cảnh thu thanh bình. Y vô thức vén rèm cửa sổ nhìn phố phường, nhưng không che đi vẻ u quốc giữa hàng mi sống nhàn rỗi phú quý được một tháng đó chỉ là bề ngoài chỉ để tạo dáng cho triều đình xem trong lòng phạm nhàn luôn âm ỉ ngọn lửa trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài êm đềm nhưng ngọn lửa ấy được y kìm nén rất tốt hơn nữa y bị ép buộc phải kìm nén bởi tình hình chưa cho y thấy cơ hội nào từ khi về kinh phạm nhàn chẳng bao giờ trở lại giám sát viện nhất là khi toàn bộ thành viên khải niên tiểu tổ bị trục xuất rời kinh việc liên lạc với giám sát viện càng khó khăn nhưng điều đó không có nghĩa Phạm Nhàn không có nguồn tin tức khác. Y biết rõ chỉ trong một tháng, nhờ sự trợ giúp mạnh mẽ của ngôn băng vân, hoàng đế đã thành công trấn áp phần lớn nhân tố bất ổn trong giám sát viện, công việc thay máu đang tiến triển thuận lợi, chỉ chờ thời điểm dọn sạch hoàn toàn. Tin tức từ Giang Nam cũng không mấy tốt lành. Tất cả dấu hiệu khiến Phạm Nhàn lo lắng sâu sắc hơn, y nhận ra mình vẫn đánh giá thấp sức khống chế và uy lực của hoàng quyền trong xã hội phong kiến ngay cả giám sát viện mà trần bình bình và y gây dựng hàng chục năm giờ đây trước sức ép của hoàng quyền cũng đang nghiêng về phía khuất phục phạm nhàn nhíu mày thực ra vấn đề giữa y và hoàng đế nhìn bề ngoài nằm ở giám sát viện nội cố kinh đô nhưng thực chất là cả thiên hạ tất cả quan lại triều đình trí thức dân gian thậm chí cả hồ đại học sĩ hay ngôn băng vân họ đều không hiểu điểm này vì vậy họ không hiểu tại sao hoàng đế lại xử lý phạm nhàn như thế tước bỏ mọi quyền lực chức tước của y nhưng vẫn để y sống xa hoa tự do ở Kinh Đô, vẫn có ảnh hưởng ngầm. Trạng thái hiện tại của Phạm Nhàn là sống không ra sống chết không ra chết, chỉ có y và Hoàng đế Thiên Tử mới biết tình trạng này là do đâu. Nếu chỉ đơn giản là đối phó với một mình Phạm Nhàn, Hoàng đế bệ hạ mạnh hơn y quá nhiều, thậm chí không tốn công sức cũng có thể đánh y nằm rạp xuống bụi đất rồi dẫm lên một cái, khiến y đời đời không thể ngóc đầu dậy. Nhưng vấn đề là, cả trong lẫn ngoài Kinh Đô, thậm chí ngoài bờ cõi Thánh Quốc, ảnh hưởng ngầm của Phạm Nhàn lại mạnh đến đáng sợ, mức độ cường hãng này ngay cả với lòng tự tin và kiêu ngạo của Hoàng đế Bệ Hạ cũng không thể xem thường. Vì vậy Hoàng đế Bệ Hạ khiến Phạm Nhàn sống không ra sống chết không ra chết trong kinh đô rồi từ từ, kiên định mà từng chút một sói mòn ảnh hưởng của Phạm Nhàn ở ngoài kinh đô, đồng thời nhất định phải chặt đứt những bàn tay vô hình của Phạm Nhàn vương ra ngoài biên cương. Đây là quá trình lượng biến dẫn đến chất biến nếu không triệt tiêu ảnh hưởng của phạm nhàn xuống mức triều đình khánh quốc có thể chịu đựng được hoàng đế bệ hạ sẽ không thật sự ra tay bởi vì cho dù phạm nhàn có chết đông di và tây lương vẫn sẽ hỗn loạn hoàng đế bệ hạ không muốn thấy cảnh tượng đó còn nếu hoàng đế bệ hạ thật sự có thể kiểm soát hoàn toàn những vấn đề này phạm nhàn sống hay chết còn quan trọng gì nữa xe ngựa quen đường cũ đến bảo nguyệt lâu phạm nhàn xuống xe hai tay vắt sau lưng tiến vào lầu đi thẳng về phía trang viện bên hồ phía sau không liếc mắt nhìn bóng người trên con phố phía sau người theo dõi phạm nhàn là một khổ tu sĩ không ai biết còn bao nhiêu khổ tu sĩ bí mật giám sát y vấn đề là khổ tu sĩ không được lại gần nữ sắc phạm nhàn vào bảo nguyệt lâu nên cuối cùng họ cũng không thể đi theo xuyên qua làn gió mát thoang thoảng trên mặt hồ phạm nhàn bước vào khu nhỏ dành riêng cho mình nhìn người chủ kỷ viện càng thêm mị hoặc càng thêm thanh tú cười hỏi hôm nay có khúc nhạc mới nào để nghe không thạch thanh nhi che miệng cười đáp thiếu gia bây giờ không làm thơ nữa, sao có khúc nhạc hay lọc được vào tai của ngài. Đã cách lúc Phạm Nhàn chép thơ nhiều năm, nhưng nữ nhân tên Thạch Thanh Nhi này không có vẻ gì là già đi, Phạm Nhàn hiếp mắt nhìn cô, mỉm cười, không nói gì thêm. Thật ra vốn không cần dùng tai mắt của cung đình để theo dõi, tất cả mọi người trong kinh đô đều biết, bây giờ tiểu Phạm Đại Nhân đã trở thành một kẻ phú quý leo lỏng nửa tàn phế, niềm vui lớn nhất ngày thường là đi tìm các cô nương trong bảo nguyệt lâu phú quý lêu lỏng phạm nhàn thực sự xứng danh dù hiện giờ không còn chức quyền gì trong người nhưng y vẫn còn tiền bạc không ai biết trong phạm phủ cất giấu bao nhiêu vàng bạc nhưng ít nhất bề ngoài thì bảo nguyệt lâu trong cơ nghiệp phạm phủ nhờ lực lượng quốc gia hùng mạnh của khánh quốc và hộ tống từ giám sát viện trong những năm qua đã nuốt chửng hầu hết các thanh lâu hạng nhất thiên hạ dưới chế độ quy định do chính phạm nhàn đặt ra bảo nguyệt lâu đã mở rộng khắp nơi nếu nói đã thống nhất ngành nghề kỹ viện cũng cũng không có gì quá đáng. Chủ quản danh nghĩa của Bảo Nguyệt Lâu, Sử Xiển Lập và Tăng Văn hiện vẫn còn ở Đông Di khai thác sự nghiệp và đã đưa tay vào tận trong thượng kinh thành của Bắc Tề, mọi việc đều thuận buồm xuôi gió, đi đến đâu cũng là nhân vật hiển hách. Đương nhiên, mọi người đều hiểu rõ, đằng sau bọn họ là Phạm Nhàn. Phạm Nhàn nằm trên chiếu mềm, thích thú đón nhận xoa bóp của hai cô nương, mắt nhắm lại nhưng đầu óc vẫn chuyển động nhanh chóng. Dù sao Bảo Nguyệt Lâu cũng là sản nghiệp, triều đình cũng không thể quá tàn nhẫn, trong cung cũng không muốn tức hết thể diện của Phạm Phủ, nên mới để Phạm Nhàn có chốn an lạc như vậy. Điều khiến y an tâm là, rõ ràng người đương thời vẫn đánh giá thấp hiệu quả của kỹ viện trong việc thu thập tin tức. Vài năm trước hai thằng nhảy Phạm Tư Triệt và Tam Hoàng Tử làm việc vô pháp vô thiên, nay lại đã trở thành một trong những lá bài tẩy của Phạm Nhàn. Tô Văn Mậu bị cách chức, triều đình dùng cớ gì? khi trong sân yên tĩnh, Phạm Nhàn hỏi nhỏ. Tô Văn Mậu là thân tính của Phạm Nhàn, lại có chức vụ trong triều nên không thể tự ý rời vị trí, đành phải trơ mắt chờ triều đình ra tay. Cách đây không lâu, chỉ dụ trực tiếp đưa đến Tam Đại Phường Mân Bắc, yêu cầu Tô Văn Mậu về kinh, vốn là chuyện cực kỳ bí mật nhưng nhờ sự tồn tại của Bảo Nguyệt Lâu mà Phạm Nhàn biết tin này sớm hơn hầu hết mọi người trong kinh đô. Do đã chuẩn bị tư tưởng từ trước nên Phạm Nhàn không bất ngờ hay tức giận, chỉ lo lắng suy nghĩ, không biết Khải Niên tiểu tổ có nói rõ với Tô Văn Mậu hay không. Y tin Tô Văn Mậu tính tình hào sản kia sẽ không ngu ngốc chống đối trực diện với triều đình, nhưng lo thời gian quá gấp không cho phép Tô Văn Mậu sắp xếp đủ người trong nội khố. Nội khố là cái rễ thứ hai của Phạm Nhàn, toàn bộ nội khố chuyển vận ti đã bị bệ hạ thâu tóm, nhưng Phạm Nhàn sẽ không để cái rễ này bị chặt đứt trực tiếp bởi trong cung, muốn chặt cũng phải do Phạm Nhàn và chỉ một nhát dao đó thôi cũng có thể khiến triều đình thánh quốc đau đớn thấu xương vừa nghĩ đến đây, liên tưởng đến thập gia thôn được canh phòng nghiêm ngặt ở phía bắc Đông Di Thành, nghĩ đến tam đại phường và trong cung mỗi nơi đều lưu giữ một bản quy trình công nghệ nội khố cùng một bản trong đầu mình, khóe môi phạm nhàn nở nụ cười, nhưng bàn tay trong ống tay áo dần nắm chặt. Phía Tây Lương, đặng tử Việt thành công thoát khỏi tấm lưới nghiêm mật của triều đình, chỉ không rõ hiện ẩn náu ở đâu, nhưng vì trong giới tình báo chưa truyền tin đặng tử Việt tử vong nên phạm nhàn cảm thấy vô cùng yên tâm. Có điều các thành viên tứ xử chắc đang trong tình trạng rắn mất đầu, không biết có thể chống đỡ áp lực của giám sát viện hay không. Hồng Diệt Thanh nhận lệnh trước tiên vào Thảo Nguyên tìm người đó rồi quay lại liên lạc với lực lượng trong Thanh Châu, hy vọng tất cả còn kịp. Cung điển đã đến Định Châu. Thạch Thanh Nhi cúi đầu nói nhỏ. Phạm Nhàn im lặng, quả thật không ngờ phản ứng của Hoàng đế Bệ Hạ lại nhanh chóng như vậy, trực tiếp điều đại thống lĩnh cấm quân đến trấn áp Định Châu. Dù Lý Hoàng Thành đã dẫn quân ở đấy vài năm nhưng căn cơ vẫn còn non trẻ, lại thêm cung điển là bậc lão thành xuất thân từ Định Châu quân, uy danh hiển hách tại đây, e rằng Hoàng Thành khó lòng chống cự được, chỉ có thể bị ép triệu về kinh. Nếu muốn giữ cho Hoàng Thành ở lại Định Châu, nắm giữ phần thực lực quân đội của mình, thì Tây Lương phải nổi loạn trước. Phạm Nhàn nhíu mày càng chặt, nhận ra mọi việc đã thoát khỏi tầm kiểm soát từ lâu, chỉ hy vọng nhóm người đầu tiên lên thảo nguyên có thể sớm liên lạc được với Hồ Ca để lũ người hồ kia có thể nghịch thiên, tập kích trước vào đầu mùa đông. Mọi việc quá rối ren, làm sao phạm nhàn nhàn rỗi cho được. Y Lít nhìn Thạch Thanh Nhi, hỏi, vụ hối lộ của bộ công thế nào rồi? Dương Đại Nhân Thạch Thanh Nhi lo lắng nhìn Y, đáp, hôm qua đã xét xử xong, trưa nay Đại Lý Tự sẽ ra phán quyết bằng văn bản. Dù từng là người của nhị hoàng tử nhưng mấy năm qua dưới sức ép của Phạm Nhàn, cô đã không còn hai lòng, huống hồ vốn xuất thân từ kỹ viện, cô biết nam nhân trẻ tuổi này có phần khác biệt với các quyền quý trong kinh đô. Cô muốn trở thành tăng văn thứ hai chứ không phải viên mộng thứ hai. Vậy nên khi thấy từng cánh tay của tiểu phạm đại nhân bị triều đình tàn nhẫn xé rách, cô cũng không khỏi lo sợ. Phạm nhà nhìn thoáng qua mặt hồ lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời, im lặng một hồi rồi nói là sau giờ ngọ à, thế thì để ta tới đón hắn. Vụ án hối lộ của viên ngoại lang Dương Vạn Lý thuộc Hà Đô Ti Bộ Công, từ lúc bị tố cáo cho đến khi án tờ chuyển từ bộ hình vào đại lý tự chỉ mất chừng mười mấy ngày tốc độ xử lý như thế đặt trong lịch sử khánh quốc cũng đủ khiến người ta kinh ngạc người ngoài cuộc chỉ e là còn tưởng ý chỉ thanh lý lại trị của bệ hạ đột nhiên thành chân thật trong mười năm khánh quốc nhưng người trong giới quan trường xem vở kịch này thực ra cũng không khỏi có chút thống khổ và chạnh lòng bởi ai cũng biết dương vạn lý là người thế nào đó là bậc hiền lương đã tôi luyện hai năm trời trên đê đại giang dương vạn lý là một trong tứ tử phạm môn năm đó tiền bạc tiểu phạm đại nhân gom góp riêng đều chảy qua tay tổng đốc hà vận rồi vào đê lớn tất cả đều qua tay của hắn nếu thật sự tham ô thì sao chỉ vài ngàn lượng bạc tuyết hoa như trong cáo trạng bỏ thịt béo không ăn mà đi ăn hối lộ trong bộ công ư huống hồ mọi quan viên đều rõ dưới trướng phạm môn kỷ luật nghiêm nhưng đãi ngộ rộng rãi chưa kể tiền lương của giám sát viện gấp mấy lần triều đình Ba vị đại nhân nhậm chức các nơi ở khánh quốc đều được Phạm phủ chi trả hậu hĩnh mỗi năm, chỉ vài ngàn lượng bạc không phải là khó, ai cũng biết Phạm phủ là đệ nhất phú hộ trong thiên hạ. Làm sao Dương vạn lý lại tham ô? Nhưng chính vì hiểu rõ điều đó, các quan viên càng rõ Dương vạn lý chịu tra thẩm là ý chỉ trong cung. Dưới sự sắp đặt của hạ đại học sĩ, quá trình xét xử diễn ra cực kỳ nhanh chóng, hôm nay đại lý tự đã sẵn sàng tuyên án. Theo nguồn tin ngầm, nếu không nhờ hồ đại học sĩ can thiệp kịp thời, chỉ sợ kết cục của Dương Đại Nhân còn bi đát hơn nữa. Một mình Phạm Nhàn đứng trước cửa đại lý tự, cô độc chờ đợi kết quả phán quyết bên trong. Bọn nha dịch ngoài cửa đã nhận ra thân phận của Y, kinh hoàng truyền tin vào trong rồi run rẩy ngăn trước mặt Phạm Nhàn. May thay Phạm Nhàn không nổi giận, im lặng chờ Dương Vạn Lý bước ra. Nhà môn gần đại lý tự nhất là của giám sát viện, đám nhãi nhép thấy viện trưởng ở đây bèn lục tục chạy ra cửa, hưng phấn nhìn cảnh tượng này đó từng là sào huyệt cũ của phạm nhàn năm đó đúng là dấy lên một lứa thuộc hạ trung thành tận tâm nếu không ngày ấy gây sự ở pháp trường cũng đã không còn một nhóm quan viên hộ tống y ra khỏi thành ngày nay dù một thiết đã bị đuổi khỏi giám sát viện những quan viên này vẫn coi phạm nhàn là viện trưởng không chịu chấp nhận ngôn băng vân chỉ vì luật pháp khánh quốc và quy củ trong viện nghiêm khắc họ chỉ đứng xa xa nhìn phạm nhàn đơn độc để bày tỏ ủng hộ tinh thần phạm nhàn không quay đầu lại nhìn bọn đám người kia vẫn quan sát cửa đại lý tự trên mặt lại nở nụ cười an ủi trong nhà môn vang lên tiếng uy vũ ồn ào không lâu sau cựu tụng sư chuyên biệt của giám sát viện người có biệt danh trong kinh đô giàu nhờ miệng tống thế nhân im lặng bước ra khỏi cửa đại lý tự vẻ mặt không vui thậm chí hơi u ám kể từ khi phạm nhàn bị tước chức viện trưởng giám sát viện tống thế nhân cũng không muốn ở lại đó nữa mà trực tiếp tìm đến phạm nhàn phạm nhàn không ngờ tên độc miệng này lại có lòng biết ơn như vậy hơi ngạc nhiên rồi tự nhiên sắp đặt cho y một nơi vừa lúc triều đình bắt đầu thanh trừng thế lực của phạm nhàn đương nhiên không thể dùng thủ đoạn mọi việc phải tôn trọng pháp luật nên phạm nhàn bèn phái hắn đi ít ra là tìm kiếm một kết cục công bằng hơn cho những thuộc hạ mình nhìn vẻ mặt tống thế nhân đôi mắt phạm nhàn hiếp lại nói bây giờ ta không thể vào nha môn nên mới nhờ ngươi hồ sơ chúng ta đều đã xem không có lý do gì mà không thắng được biết rõ là nhân chứng và bằng chứng do triều đình sắp đặt nhưng cũng chẳng ai làm gì được tống thế nhân thở dài nhìn phạm nhàn nói năm đó đại nhân trị tội minh gia ở giang nam cũng dùng thủ đoạn này mà trong lòng phạm nhàn rung động giọng nói đanh lại ta cũng chẳng hy vọng giải tội cho vạn lý chỉ là ta nói thắng ít nhất là lúc này ta phải gặp mặt hắn bỏ tù ba năm tống thế nhân nản lòng nói bây giờ làm việc thay tiểu phạm đại nhân chỉ một mình đối đầu cả triều đình thì kiện tụng như thế nào cũng thua ai nói bỏ tù phạm nhàn hơi tức giận nhiều lắm là đầy ba ngàn dặm luật pháp thánh quốc rõ ràng nói rút lại hối lộ có thể giảm tội vậy mà ngươi kiện cáo như thế nào Tống thế nhân muốn nói gì đó nhưng dừng lại cười khổ đúng là luật pháp thánh quốc quả thật viết như vậy ban đầu cũng đồng ý giảm phạt nhưng hôm nay hạ đại học sĩ đến xem xét lại xóa án đó đổi đầy thành giam Hạ Tông Vĩ nghe đến cái tên quen thuộc, Phạm Nhàn không giận mà cười rồi lấy từ trong ngực một ngân phiếu, điềm tĩnh nói: Ngươi quay lại, đưa phiếu này cho đại lý tự khanh, hỏi xem hắn học luật pháp thánh quốc thế nào, hay là ta phải tự mình ra mặt kiện cái án này. Tống Thế Nhân nhận lấy phiếu, giật mình chứng kiến số tiền ba vạn lượng bạc. Một lúc, hắn cắn răng, dậm chân quay lại nha môn. Hắn hiểu Phạm Nhàn lần này ra mặt thật sự bị triều đình bức đến đường cùng vì sinh tử của dương vạn lý phạm nhàn đành bán cái mặt chưa già này xem các quan lại đại lý tự sẽ nghĩ thế nào không biết tống thế nhân nói gì bên trong chẳng mấy chốc một quan viên bước ra đến bên phạm nhàn thì thầm vài câu phạm nhàn không đáp chỉ lắc đầu quan viên kia bất đắc dĩ quay trở lại cuối cùng tống thế nhân đỡ dương vạn lý bước ra khỏi cửa đại lý tự phạm nhàn liếc mắt đã thấy dương vạn lý mang thương tích lao tù lòng giấy lên ngọn lửa âm ỉ nhưng vẫn nén xuống sai người đưa dương vạn lý lên xe ngựa dương vạn lý đi ngang qua hai thầy trò cùng lứa tuổi không nói gì chỉ thấy ánh mắt dương vạn lý thoáng qua tia không cam và bi phẫn phạm nhàn cảm thấy lạnh toát hiểu dương vạn lý đang phẫn quất điều gì một quan lại chỉ mong làm chút việc lại vì những chuyện vớ vẩn trong cung mà chịu oan khuất không có thật chưa nói chịu hình quan trọng hơn là danh dự bị vấy bẩn làm sao một sĩ tử chịu nổi ngay lúc phạm nhàn sắp rời đi đại học sĩ hạ tông vĩ cùng mấy quan viên từ trong đại lý tự bước ra hạ tông vĩ nhìn phạm nhàn im lặng một lúc rồi nói phạm công tử thật có nhã hứng phạm nhàn không buồn liếc nhìn tên này thái độ đó khiến mấy quan viên bên hạ tông vĩ tức giận bởi thế cuộc kinh đô khác xưa hạ tông vĩ đang hưng thịnh còn phạm nhàn chỉ là kẻ trắng tay đứng trước mặt quan viên mà không đáp lời rõ là không hợp quy củ nhưng hạ tông vĩ không hề phản ứng hỏi bản quan rất tò mò vừa rồi ngươi nói gì với vị đại nhân kia mà chính thanh đại lý tự đột nhiên đổi ý. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.